xưa cùng ai chung bước, giờ chỉ mình tôi với niềm thương nhớ giữa màn mưa như lệ đổ đôi dòng. Mình không thương đành chiều kiếp bi cô phòng, gió mùa hạ từng cơn oi bức, hay lòng mình còn dai giúp cái nỗi niềm riêng. Thôi còn khơi chi kỷ niệm hôm nào, vì buổi tiễn đưa nhau trời hạ buồn êm êm tiếng gió, mà sao từng hạt mưa rơi như bão dày giữa tim này. Ngày tháng trôi nhân mà nỗi nhớ cứ đông đầy, chiều dạo bước trên con đường năm cũ, người xa rồi tôi còn đứng chờ ai. Nghe tiếng mưa rơi rơi chiều nay, hạ buồn gieo thương nhớ, em ở nơi xa xôi còn dòng sông nào lắng trôi, buồn mênh mang tiếng hoa lục bình. Đò bên dòng chơi vơi, người xưa ơi thôi hết mong thương phù. Có nỗi cô đơn theo ngày tháng buông trôi phai mờ trong kỷ niệm, nhưng cũng có nỗi đau chưa hề phai lãng khi nắng hoàng hôn tắt liềm cuối chân trời. Thành nỗi sầu tư dai dứt trọn vàng thôi yêu hắt, mưa đượm buồn như đôi mắt của người thương. Hạ về nỗi nhớ miên man, tình cờ tao ngộ ngỡ ngàng như mơ, phương còn lưu giữ dần thơ vé sầu lát dòng. Lòng sầu năm tháng chưa mờ phai, bóng hình ai vẫn trong tim này nhung nhớ, dài bao mơ chưa thành, yêu hắt cơn mưa buồn cho mình em ơi, nắng chưa phai.
buồn trong tâm trí. Chỉ tội cho nhau đòi tình không chung lối, đành xa nhau biển biệt là kỷ niệm trọn đời công phai. Xa xa nắng ngả tuôn dài, chiều buồn hạ nhớ những ngày mơ qua. Thưa quý vị, ở phần thi hội ngộ này chúng ta vừa lắng nghe bài Tân Cổ Hạ Nhớ Chiều Mưa Qua của tác giả Tô Thiên Kiều với phần thể hiện của 4 thí sinh. Quá tuyệt vời phải không thưa quý vị? Một tiết mục khá là hấp dẫn. Khi vừa mới cất giọng lên để ngâm mấy câu đầu á, Thoại Mỹ nhận ra là cô Ba Thanh Nga, bạn Trân, còn bạn Mạnh nghe loáng thoáng cũng là cái cách ca của chú Thanh Sang. Còn bạn Quang thì cất giọng lên là nhận ra ngay từng chữ đó là nghệ sĩ Minh Cảnh, rất là giống luôn. Còn với bạn Phương Huệ, ca hay quá à, ngọt quá à, cái hơi rất là khỏe nhưng mà rất là giống luôn. Bình thường chị Mỹ nghĩ chắc ca cũng giống rồi phải không? Dạ chắc vậy quá. Chị hơi nói cũng giống, giống cũng nhẹ nhàng cũng dễ thương. Đặt tên Huệ nữa đó. Bữa nay lần đầu tiên Phương Huệ lên thi thành ra cũng hơi khớp. Vậy hả? Rồi cái tên Phương Huệ là tên thật của em hay là tại vì ái mộ chị Thanh Kim Huệ quá? Dạ không, tên Phương Huệ là tên của một người chị. Tên thật là tên Phương Hà. À vậy hả? Rồi nhưng mà ái mộ chị Huệ quá phải đặt Phương Huệ phải không? Dạ sau này có chú đó nói ca giống chị Thanh Kim Huệ quá, thôi ca đổi tên lại là Phương Huệ đi. Đúng, nhưng mà em ca giống thật. Giống cái thời điểm bây giờ hả chị? Là ca ngọt ngào và những cái luyến lái của chị Huệ, từng cái xuống giọng cổ rồi cái ngân cái rung gì á, cái âm của em là hoàn toàn là thấy chị Huệ. Chị Mỹ chúc mừng bốn bạn nha. Dạ cảm ơn ban giám khảo đã nhận ra bốn thần tượng mà các thí sinh ở đây lựa chọn, đó là nghệ sĩ Thanh Sang, nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Cảnh. Cái điều đáng phục đây á là một cái bài ca rất mới, những người nghệ sĩ thần tượng của các bạn chưa có ca, mà các bạn vừa cất lên tiếng ca là đã biết người thần tượng của các bạn là ai rồi. Xin cảm ơn, trân trọng rất nhiều. Cảm ơn ban giám khảo. Dạ, xin mời giám khảo Kim Tử Long tiếp lời ạ. Anh muốn hỏi Trân, tại sao em lại thần tượng cô Thanh Nga? Dạ em thì đam mê cải lương, tất cả những nghệ sĩ cải lương nào mà em nghe được và có những cái hay thì em đều muốn học hết. Nhưng mà riêng với nghệ sĩ Thanh Nga thì em có ấn tượng từ nhỏ, từ lúc em học mẫu giáo luôn, là ở nhà có suốt ngày cứ mở cái băng cái Tuồng Nửa Đời Hương Phấn em nghe rồi nó thấm vô máu của em. Khi mà em xuống giọng cổ á, cái ngân từ cái sang mà để qua xuống cái hò đó, thì anh mới nhận ra là em thần tượng Thanh Nga. Vì chỉ có một mình Thanh Nga mới xuống giọng cổ kiểu đó thôi. Chỉ khác có một điều là cô Thanh Nga ca nhẹ hơn em. Nhẹ nhưng mà phải rõ chữ nha. Vì vậy cho nên là nếu như em muốn hát giống cô Thanh Nga hơn nữa thì cái độ rung của em cần phải có nhiều hơn chút xíu. Và quan trọng hơn nữa là cái giọng cô Thanh Nga là phải liêu trai. Ca mà cái hồn của cổ như ru người ta đi vào trong cái bài hát đó, nếu như em có được một chút xíu đó nữa thì em sẽ giống. Còn Huệ thì tôi khỏi phải góp ý kiến, tôi chỉ nói với lại Quang, một giọng hát nội lực. Nếu như cái giọng này mà khi mà mình ca nhẹ hơn một chút xíu nữa thì chắc chắn sẽ là
Minh Cảnh Hai. Hy vọng rằng khi mà Quang vào vòng trong hơn nữa đó thì mình sẽ tiết chế lại, đừng tung ra hết lực của mình mà phải nghe cho kỹ Minh Cảnh của những cái thập niên 70, 80 thì em mới là Minh Cảnh Hai. Còn Mạnh phát huy rõ hơn Thanh Sang chút xíu nữa. Anh Thanh Sang ảnh ca, ảnh không có ca rỗn rã như người ta, nhưng khi mà ảnh cất giọng lên, cái hơi mũi của ảnh á, nghe là tự nhiên là biết ngay là Thanh Sang. Thì mình phải biết được cái điểm mạnh của anh Thanh Sang mà mình cố gắng mình nhấn vô cái đó ha. Chứ còn hồi nãy là vẫn nghe đó, nó chưa có rõ. Dạ, cảm ơn các vị ban giám khảo đã có những lời góp ý cho các thí sinh của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết nha. Đầu tiên xin mời anh ạ. Tôi tên là Hoàng Mạnh, sống tại Phố Hồ Chí Minh, Củ Chi. Dạ, công việc của anh là gì anh Mạnh? Mình phụ hồ đó. Dạ, mình làm phụ hồ mà mình học các cái lương hồ nào mà mình ca hay vậy anh? Tại vì cũng hồi nhỏ cũng ở quê cũng làm ruộng đó, rồi cái tối ngày nghe băng của chú Thanh Sang ca không à. Dạ. Rồi cái đam mê. Và hôm nay mình đến với chương trình này là lần đầu tiên mình lên sân khấu luôn không ạ? Đúng rồi, cho nên bị rung. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình đã bắt đầu làm quen rồi thì ở cái phần thi sau anh cố gắng tự tin hơn anh nha. Dạ, cảm ơn. Xin mời Trân giới thiệu về mình nào. Dạ, chào ban giám khảo và khán giả. Em tên là Quỳnh Trân, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên dây ấn huyệt tại spa chăm sóc sức khỏe. À, dây ấn huyệt. Em phát hiện ra là mình có cái làn hơi giống như cô Thanh Nga từ bao giờ? Dạ, lúc còn nhỏ khi mà em hát theo trong tuần Nữ Đời Hưng Phấn thì có các chú các bác, những người lớn khen là giống. Thật sự thì em cảm thấy không giống, nhưng mà vì em yêu mến cô với nên em ráng em tập. Yêu mến cô cho nên cố gắng tập và đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng để thể hiện cái tình yêu đó với cô Thanh Nga. Dạ, tiếp theo xin mời chị Huệ. Phương Huệ là quê ở Đồng Tháp. Hồi nhỏ có đi theo mấy cái đoàn ở dưới quê. Dạ. Sau năm 1994 đó là nghỉ hát tới bây giờ luôn. Vậy từ cái năm mà chị nghỉ hát đến giờ là vì cái lý do gì ạ? Và công việc sau đó của mình là gì thưa chị? Cũng đam mê lắm mà tại vì gia đình cũng khó khăn á, thành ra dạ, ra ngoài bươn chải. Dạ. Vậy sao chị lại quyết định đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng ạ? Vẫn còn đam mê ca hát. Dạ. Thành ra muốn tham dự cuộc vui với mấy bạn ạ. Dạ, chị ơi, chị nói cái giọng không thôi nghe cũng giống cô Thanh Kim Huệ. Dạ, em cũng hy vọng rằng là sau chương trình này sẽ có nhiều cơ hội cho chị để chị quay trở lại với nghề nha. Bởi vì em nghĩ rằng với cái giọng hát này mà mình bỏ nghề thì nó rất là uổng á chị. Cảm ơn đại nghĩa rất dạ, nhiều. Rồi, xin mời bạn Quang giới thiệu nè. Dạ, xin kính chào. Tôi tên là Nguyễn Quang nhưng mà tên thật là Nguyễn Thế An, quê ở Bến Tre. Hồi xưa thích sư phụ Minh Cảnh ca lắm. Nên lên đại tiếng nói hát, cô Ngọc Mai la, cô Ngọc Mai nói là đừng có hát giống người ta. Nên từ từ cũng uống uống nhã nhã ra, nhưng mà sư phụ vẫn mãi, sư phụ vẫn mãi đỉnh. Sư phụ mãi đỉnh. Cùng Khả Như xin gửi lời chào đến quý vị đang đến với chương trình Kết Cùng Bolero. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Công ty Truyền thông Khang thực hiện. Và chương trình Kịch Cùng Bolero là một sân chơi dành cho các đạo diễn có thể thỏa sức thể hiện tài năng của mình. Và Kịch Cùng Bolero là sự kết hợp của kịch cùng những bài hát bolero thật hòa hợp. Với sự phối hợp này sẽ giúp quý vị thăng hoa cảm xúc và chúng ta dễ dàng đắm chìm vào một hình thức giải trí mới mà chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi chào đón những vị giám khảo là những người cầm cân nảy mực sẽ đưa ra những đánh giá, nhận xét cho các đạo diễn của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu vị đạo diễn đầu tiên sẽ xuất hiện trong chương trình. Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Công Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Vũ Thành Vinh. Thưa quý vị, đây sẽ là ba gương mặt ngày hôm nay sẽ cùng đưa ra những đánh giá và nhận xét tuyệt vời dành cho các đạo diễn của chúng ta. Cảm ơn ban giám khảo, mời quý vị trở về vị trí danh dự của mình. Vâng, và đến với cái chủ đề này em cảm thấy rất là háo hức và đầy cảm xúc luôn đấy. Đó là chủ đề duyên phận. Đúng vậy.
Và trong cuộc sống người ta hay nói là bất kể cái chuyện gì mà người ta nói là không chuẩn bị trước, không biết trước mà đến được với nhau, mà nhiều khi xa nhau người ta hay gọi là duyên phận. Và em nghĩ cái duyên phận là do cách nghĩ của mỗi người thôi. Người ta đúng hay sai gì người ta cũng đổ thừa duyên phận. Em không biết mấy đạo diễn này sẽ nghĩ như thế nào. Mấy đạo diễn nghĩ như thế nào sẽ được lần lượt gửi đến quý vị và các bạn qua tác phẩm trong chủ đề duyên phận ngày hôm nay. Nhưng trước tiên chúng tôi vừa muốn nhắc lại là trong mỗi một đêm thì hai cặp đạo diễn sẽ có phần thách đấu với nhau để giành giải thưởng trong mỗi đêm. Cho nên hy vọng là ba vị giám khảo cũng sẽ có những số điểm tuyệt vời và cẩn trọng nhất dành cho các tiết mục của các đạo diễn tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Kịch Cùng Bolero. Quý vị khán giả và Khả Như có đồng ý với Phương Hiếu rằng là không biết từ bao giờ mà cái định nghĩa duyên phận á, thì nhắc đến duyên phận là người ta lại nhắc nhiều đến thân phận của người phụ nữ. Như có nghĩ vậy không? Phận là cái gì vậy? Anh ơi, em ổn không? Anh em ổn anh. Anh làm em bị bất ổn đó. Đâu có tự nhiên mà cứ mỗi lần mà nói phận đàn bà, phận con gái cái người ta cứ hát bài đó. Chứ làm sao? Em nói cái duyên phận nó không chỉ là cái duyên mà yêu thương nhau mà kiểu mà trai gái, mà nó còn là duyên con cái nè, duyên bạn bè, duyên anh em, duyên đồng nghiệp. Nhưng mà cái duyên nặng nhất vẫn là cái duyên vợ chồng. Mà đứng trên cái cầu này, anh biết em nghĩ về người vợ như cái gì không? Em nghĩ cái gì em nói như nghe. Cái cầu. Trời trời đất ơi, em bình thường không Như? Không, em đang ổn anh, sao vậy? Em nói cái cầu là sao? Người vợ người ta hay nói là sau lưng một người đàn ông thành công thì hay có một người phụ nữ, đúng không? Thì người phụ nữ là người mà đưa người đàn ông đó đi đến những nơi thành công, những nơi yên bình, là lối cho anh đi về nhà bình yên nhất, đúng không? Là lối để cho anh gặp gỡ đối tác, là lối cho anh gặp gỡ con sen trong nhà. Ồ, sao tự nhiên lúc đầu định nghĩa nghe trơn tru quá mà cái định nghĩa cuối cùng nghe nó chất chất. Em không có biết, nhưng mà tại vì anh vũ trần hết, anh làm một cái tiểu phẩm mà em coi xong em với người phụ nữ như một cái cầu, đẹp không? Em coi xong em muốn đập cái cầu này luôn nè. Anh coi hồi em đập cái cầu này luôn nè. Thôi thôi, em đập cái cầu làm sao mà người ta diễn, đợi diễn xong hả đập nữa. Thì anh coi xong đi rồi hai anh em mình cùng đập cái cầu. Thống nhất quyết định. Bây giờ thì quý vị để xem là Khả Như nói có đúng hay không. Chúng ta cùng đến với tác phẩm mang tên Phận Đàn Bà của đạo diễn Vũ Trần. Anh đi, còn em luôn
Dạ. Dạ thưa mình mới về. Nè. Giờ này mình chưa ngủ nữa hả? Dạ thưa chưa. Làm sao mà em ngủ được chứ, khi mà mình chưa về. Mình có công chuyện gì mà đi về khuya dữ mà mình. Mình biết không, em ở nhà em đợi mình hoài hả? Em nói hả, em ngủ không có được luôn vậy đó. Mà mình mệt lắm không? Em mời mình. Buồn ngủ á thì ngủ đi, chờ tôi làm chi? Tôi đâu có kêu chờ tôi đâu. Mình à, mình nói như vậy sao được. Bổn phận của người vợ á, là phải biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho chồng. Thì chồng mình đi chưa về, mình trông mình ngóng là đúng rồi, phải không mình? Tôi lớn rồi, tôi tự lo cho tôi được. Dạ, em xin lỗi. Tôi về chút xíu thôi, rồi tôi đi công việc nữa rồi. À, mình nè, nếu như mà có công chuyện gì á, thì để sớm mai mình sẽ đi mần. Chứ bây giờ cũng trễ rồi, mình ở nhà nha mình, đừng có đi nữa. Tôi nói tôi có công việc, tôi về chút xíu tôi đi liền. Thì em vẫn biết mình là có công chuyện. Nhưng mà mình nè, nếu mà có công chuyện khó khăn gì á, thì mình cứ nói cho em biết đi, chứ mình đừng có giữ một mình như vậy. Với lại á, mình cứ đi hoài hà, em nhớ mình, em mong mình lắm. Trời ơi sao phiền quá vậy. Tôi nói tôi có công việc, tôi về một chút xíu thôi, rồi tôi đi. Mình à, sao mình hờ hững với em dữ vậy mình? Mình Mình à, em đã được gả vào trong căn nhà này. Em làm dâu, em làm vợ. Nếu như mà em chưa làm tròn bổn phận dâu con, nếu như em chưa làm tốt đạo làm vợ, thì có gì á, mình phải chỉ biểu cho em. Em sai chỗ nào mình phải dạy. Mình thương em, phải nói cho em biết nha mình. Tôi xin lỗi. Mình à. Gõ cửa trái tim van anh được vào. Dù tình xót đau chúng thân huyệt đau. Ngủ vui với chim bao, nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao anh hững hờ. Ngó hòn tay tê nắm cánh thận thờ. Nhìn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhốt anh trong đời chờ. Ôi cứ tim anh bâng vơ. Nên tiếng yêu nghe bẻ bà. Để em gõ cửa mi man mà anh không chút hỏi. Tôi buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng. Đêm mơ hắn yêu cô đơn tận cùng. Đàn lờ phiếm sai cung, tình này cũng mong lung. Tìm em ai bắn mũi tên lạnh. Mình à, có chuyện gì á thì mình cứ nói thẳng với em đi. Mình đừng có im lặng hoài như vậy, em chịu không có nổi. Chẳng thà mình rầy, mình mắng em, mình đánh, mình dạy em, chứ mình đừng im lặng như vậy, em sợ lắm mình à. Không có chuyện gì đâu mà. Mình có người nào khác bên ngoài rồi đúng không?
Mình nói bậy cái gì đó? Em không nói bậy. Nếu như mà không có người nào khác bên ngoài, tại sao mình cứ đi sớm về khuya? Mình cứ buồn bực, mình cứ không nói chuyện gì với em. Tại sao vậy mình nói cho em biết đi chứ? Tôi... Mình nói đi. Không nói chuyện với mình nữa. Tôi đi công việc đây. Mình à, em không cho mình đi đâu hết á. Hôm nay em phải làm rõ ràng chuyện này. Nếu như mình không nói, em không cho mình đi. Buông ra không? Mình à, trời mình... ơi, buông ra coi. Chuyện gì mà ôm sờm ông ngoại vậy bay? Dạ. Trời đất ơi, tụng kinh cũng không yên với tụi bay nữa. Dạ thưa má. Ủa, con... thằng Dũng về rồi hả bay? Dạ thưa má, con mới về. Làm cái gì mà sờm ở ngoài đây vậy hả? Dạ thưa má. Má coi đó, vợ con riết rồi. Rồi chịu không nổi nữa. Cái gì mà đi đâu cũng hỏi. Bây giờ còn bày đặt cái chuyện ghen tuông nữa đó má. Má dạ, coi đi. Dạ thưa má, con xin lỗi con đã làm phiền đến má. Phiền cái gì? Phiền thì cũng đã phiền rồi. Thì thôi, có thằng Dũng ở đây đủ mặt hết. Má cũng có chuyện để nói với tụi bay. Dạ. Mận à, dạ. Ra đây coi. Dạ. Dạ. Dạ thưa má, có chuyện gì quan trọng hả má? Mợ Hai à? Dạ. Tính đến nay mợ Hai ở nhà này làm dâu bao lâu rồi mợ Hai? Dạ thưa, cũng được 5 năm rồi thưa má. 5 năm? Dạ. Tôi với lại thằng con trai tôi á, có làm lỗi gì với mợ Hai hay không? Dạ thưa má, sao má lại hỏi như vậy? Gia đình này đối xử rất là tốt với con má à. Vậy thì còn mợ Hai, mợ Hai có làm gì sai trái với lại gia đình này hay không? Dạ thưa má, con không hề làm chuyện gì cả. Lúc nào con cũng tôn trọng và con làm đúng đạo nghĩa vợ chồng. Mợ có biết là 5 năm rồi, 5 năm rồi, cái tôi của mợ là 5 năm rồi, mợ lấy thằng Dũng mà chưa có một đứa con nào. Mợ có biết là mợ làm phiền lòng tôi lắm không mợ? Dạ con. Nhưng mà thôi đi, dù sao thì tôi cũng là người ăn chay niệm Phật, tôi cũng không muốn ép uổng mợ làm gì. Nhưng hôm nay tôi nói cho mợ biết, tôi sẽ gả con Mận cho thằng Dũng để nó thay thế mợ làm cái nhiệm vụ cao cả kia. Dạ thưa má con. Đừng có nói nhiều. Mợ làm sao coi được có thì làm. Tôi không muốn lời ra tiếng vào. Thôi, khuya rồi, tôi vào tụng kinh tiếp đây. Dạ. Còn con Mận, lo dọn dẹp rồi đi ngủ sớm đi nghe con. Mình ơi, mình ơi. Tôi cũng vô ngủ đây. Vô ngủ sớm đi. Dạ thưa mợ, em vô pha ấm trà. Mận. Mận à. Dạ. Tôi muốn nói chuyện với Mận. À, dạ, Mận ngồi xuống đó đi. Dạ thưa mợ, em không dám mợ. Tôi cho phép, ngồi đi. Dạ. Ngồi trên ghế đàng hoàng. Dạ mợ, em không dám mợ. Ngồi đi. Dạ. Dạ thưa mợ, thật ra thì cái chuyện đó em không biết gì thiệt. Tôi không trách gì em hết. Bà lớn em làm vậy thôi à mợ. Em à, nhìn em bây giờ tôi chỉ thấy thương em mà thôi. Cách đây 5 năm tôi cũng giống y như em vậy đó. Cũng ngây thơ, cũng ngoan hiền y như vậy. Dạ mợ, dạ xin lỗi mợ. Trời mợ, sao tự nhiên mợ nói vậy kỳ với mợ. Em chỉ là phận tôi tớ trong nhà thôi à. Em quê muốn chết luôn. Phàn còn dính cái cục đây nè. Còn mợ là mợ cao sang quyền quý. Mợ mợ dù đẹp người, mợ dù đẹp nết, mợ mợ so sánh vậy giống như là mợ mợ đi so sánh cục đất với lại cục vàng. Hai cục đó không có so sánh với nhau được. Mợ nói vậy là người ta cười vô mặt mợ. Em nghe em còn mắc cười nữa đó mợ. Dạ xin lỗi mợ, em hơi vô duyên.
mợ, nhưng mà em biết em không có cố ý, nhưng mà em biết cái sự có mặt của em ở đây làm cho mợ buồn lắm, em xin lỗi mợ. Tôi không trách mợ, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Trước đây mợ đã từng yêu ai chưa? Dạ có chứ, em lớn rồi mà. Trời mợ, mợ đừng hỏi gì mợ. Ra ba cái chuyện riêng tư đó mợ hỏi kỳ lắm. Nhưng mà hỏi chi em ngại không chết luôn á. Vậy là đã có người thương rồi đúng không? Thì có. Người đó tên là Thương. Hai đứa tụi em chơi chung với nhau từ hồi còn nhỏ xíu à. Rồi cái lớn lên hai đứa tụi em thương nhau hồi nào cũng hay nữa. Nhớ ngày nào về thăm đôi xiêm tiêm với người mình yêu, hãy tặng em hoa xiêm cài lên tóc màu tím mây chiều. Mềm cầm tay anh bảo rằng tình ơi chớ quên, để một lần cùng anh về lối cũ núi đôi tình liêu. Vẫn cành xiêm xuân xuân cài lên tóc mà xót bể sâu. Rồi một ngày em lên đênh, cuộc tình đâu không nguôi quên, em đi vì phận nghèo, yêu anh càng buồn nhiều, càng làm thêm khổ. Rồi một ngày em đi xa, kỷ niệm đâu không phôi pha, như hoa rồi dần tan, anh quên thề vội vàng tìm về với giàu sang. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ mừng cho Mận. Mận có được một tình yêu đẹp, Mận hạnh phúc, Mận may mắn hơn tôi nhiều lắm Mận à. Không có đâu Mận. Rồi sau đó ba má em bắt em vô nhà bà hội đồng làm để cấn nợ, rồi từ đó tụi em chia tay. Em cũng không biết nói gì hơn, cũng không thay đổi được gì. Em xin lỗi mợ, vì sự có mặt của em làm cho mợ buồn. Em xin lỗi. Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Và tôi biết
Mận cũng đâu có sung sướng và hạnh phúc gì khi chịu cảnh chồng chung, đúng không? Nhưng mà số phận đặt để rồi Mận, đâu có giải quyết được gì đâu Mận. Mận à, mình không thể nào chịu theo số phận, mình phải thay đổi nó. Mận hiểu không? Thay đổi? Nhưng mà thay đổi bằng cách nào hả Mận? Mận nghe tôi. Trốn! Mận nghe tôi. Mận phải thoát khỏi căn nhà này. Mận không được lặp lại cái đời giống như tôi. Mận phải đi, Mận phải tìm tương lai của Mận. Mận đi tìm người yêu của Mận, xây dựng hạnh phúc gia đình. Mận phải hạnh phúc, Mận không thể giống như tôi được. Nhưng mà em còn, em còn gia đình em chứ gì, ba má em được. Tôi sẽ lo chu cấp cho ba má em. Em yên tâm đi, tôi sẽ đưa em một số tiền. Em đi đi càng sớm càng tốt, để mọi người thức dậy bây giờ. Em đi đi. Nhưng mà nếu như không có em thì bà lớn vẫn bà lớn cũng sẽ cưới một người vợ khác cho cậu hai chứ gì. Tôi biết, tôi hiểu chứ. Nhưng mà em cũng rất là trẻ. Tôi không muốn em thấy bị dù dập trong căn nhà này. Em đi đi. Tôi xin em đó, em đi đi mà. Em nói nè, em có thai rồi mà. Thì tôi cũng xem. Xin lỗi. Nói cái gì vậy Mận? Em có thai 3 tháng rồi. Em xin lỗi Mận. Cô có thai. Cô có thai có nghĩa là tôi không. Mày không thể có thai. Mày không thể có thai trong lúc này được. Mày nói lao. Mợ ơi mợ. Mày không được có thai. Mày nghe rõ chưa? Mày không được có thai kia mợ. Em xin mợ. Kia mợ. Em xin lỗi mợ. Em nè, xin mợ. Tao cho mày nói lại. Tao cho mày nói lại. Mày nói lao đúng không? À, tao hiểu rồi. Mợ. Mày không muốn đi. Mày muốn ở lại trong căn nhà này. Mày muốn ở lại đây. Sao mày gian xảo quá vậy Mận? Hả? Tao thương mày mà. Tao lo cho mày mà. Tao lo cho mày mà. Mày. Hay sao? Ý mày muốn gì? Xin lỗi Mận. Mày hiểu rồi. Mày hiểu rồi Mận à. Con muốn ở lại đây. Con muốn ở lại trong căn nhà này. Thì con thay thế vị trí của Mận. Không có. Con làm bà lớn, con làm dông trong gia đình này. Để mà con chiếm đoạt tất cả gia tài, chiếm đoạt tình yêu của Mận. Không có. Tôi sẽ không để cho bất kỳ người nào thay thế vị trí của tôi trong căn nhà này. Ngay cả mày. Mận. Ra khỏi nhà tao. Cút ra khỏi nhà tao. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Đi đi. Tối. Cái đó coi. Cái không đó coi. Để cho người Dũng ta ơi. Dũng. Bao. Bao Dũng ơi. Bao. Trời ơi. Mày ơi. Mày đâu? Mày đâu? Mày đâu? Mày đâu rồi? Dẫn con Mận lên chậm xá liền lên. Trời ơi. Mận. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Dẫn dẫn nó đi lẹ lên. Lẹ lên. Trời ơi. Trời ơi. Đi. Đi đi đi. Đi đi đi. Trời đất ơi. Chậm xá. Đi đi đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cô thật là ác độc mà. 5 năm trời cô sống với tôi. Cô không sanh cho tôi được một mụn con. Bây giờ em sanh mà đâu phải. Bây giờ nở lúc nào cô giết chết con của tôi. Không có đâu bây giờ. Cô em đó mà. Bây giờ. Cô đúng là con ác phụ. Bà con ơi. Nó giết con tôi nè. Bà con ơi. Cái tên giết con tôi. Cô đúng là cây độc không trái, gái độc không con. Bây giờ em sẽ cho cô biết con tôi mà nó có bị gì.
là tôi sẽ giết con. Bạn ơi, bạn ơi, đường về một đêm mưa gió tà tơi, buồn theo gót chân nghe lòng giá rời. Dư âm đâu đây nhắn nhớ một người, ngày xưa hai đứa đêm đôi, giờ đây chỉ có mình tôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tênh, tình nhân thấy đâu ta buồn với đời. Mưa thu bay bay thấm ướt vai gầy, tình yêu đã chết từ đây, giọt mưa hay nước cuồng tình người thắng ta thua. Và đây thứ tình xưa ai dùng lời yêu dối lừa, sao người nỡ phụ tình tôi. Đường về mình tôi lê bước buồn hiu, tàn đêm đứng im mưa lạnh tiêu điều. Dư âm vang lên tiếng hát trong chiều, tình yêu đánh mất tâm tay, từ đây ta nhớ thương. Bây giờ có lẽ đạo diễn nghệ sĩ Tú Vũ Thành Vinh cầm mic sẵn rồi. Dạ mời anh. Đây là cái chủ đề duyên phận. Em đã làm rất tốt, rất bám vào cái chủ đề. Em đã quyện trong cái dàn dựng. Và bốn cái bài Bolero: Thương Lắm Mình Ơi, Gõ Cửa Trái Tim, Về Lại Đồi Sim và Thương Tình Cũ. Hết sức hợp lý. Một người đạo diễn thành công là người đã dẫn dắt cái cảm xúc người ta theo mình. Em đã làm được rồi. Cái yếu tố chính của mình là kịch cùng Bolero á,
thì nó cũng hay một cái chỗ là những có những cái phân đoạn mà bản thân mình không cần phải thoại, mà mình dùng âm nhạc để xử lý để khán giả có thể nhẹ nhàng hơn, cũng như là mình không có bị những cái tâm lý nó quá nặng nề, mà qua những bài nhạc có ta sẽ thấu hiểu được, và mình cũng có những cái màn dàn dựng nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Và đặc biệt là em có cái xử lý của một người đạo diễn là cái yếu tố bất ngờ ở trong cái bối cảnh. Đặc biệt anh thích từ cái đoạn mà ở cái cầu và em xử lý cái đoạn sau, em đã xử lý rất là bén ở trong từng cái bối cảnh là xuất sắc. Cái trận mưa thật trên sân khấu em làm cho tôi rất là bất ngờ, mà thật ra cái điều thể hiện cái trận mưa thật nó tạo ra một cái cảm giác rất là tốt cho khán giả, và nó tạo ra một cái cảm xúc cũng rất tốt cho cái người diễn viên diễn cái nhân vật này. Em không có tự nhiên chủ nghĩa, và cái điều đó rất quan trọng đối với một đạo diễn. Và anh thực sự anh bất ngờ ở cái kết của em. Thật ra cũng không cần một cái vở kịch mà phải kết thúc là happy ending đâu. Anh nghĩ là đó là cái kết hoàn hảo. Anh xem đến bây giờ anh vẫn rợn tóc gáy ở những cái hiệu ứng một sân khấu truyền hình nó hạn chế như vậy. Em vẫn cho nước, lửa và tất cả những cái gì có thể để mà đẩy cái kịch tính cao trào lên, em mới làm được. Em biết không, cái cảnh cuối cùng em xử lý cái lửa rồi cái mà đập tan nát tất cả những cái phong đó, đó là những cái mà chị nghĩ rằng coi như là một cái thân phận người phụ nữ đến cái nước này rồi, tan nát hết rồi, đã vậy đập hết và thay đổi hết tất cả con người của mình, và khán giả người ta chấp nhận điều đó. Khi mà nhận lời ngồi đây để làm ban giám khảo cho cái chương trình này thì chị nghĩ rất là đơn giản, như tất cả những cái game show mà chị đã tham gia. Nhưng mà khi ngồi đây rồi được thưởng thức các tác phẩm của các em á, thì chị thay đổi suy nghĩ của chị hoàn toàn. Bởi vì đây không phải đơn thuần là một game show, mà đây là nơi thể hiện tài năng của các đạo diễn, của các diễn viên. Và chị cảm thấy là mình được vinh dự khi mà được ngồi vào ghế ban giám khảo ở đây, bởi vì chị được chấm những cái tác phẩm như thế này. Càng lúc cái cảm xúc của mình nó càng dâng trào càng về sau của cái vở của em. Bởi vì đây là một cái kịch bolero, cho nên là khi mà em xử lý những cái bài hát vào nó rất là ngọt, rất là tài tình. Và em kết hợp với những cái hình ảnh, thậm chí là những cái hồi tưởng lại em làm cũng rất là trọn vẹn. Tất cả những cái dàn dựng múa, chị không biết là ai dàn dựng múa cho em, nhưng mà phải có cái ý tưởng của em thì người ta mới dựng được như vậy, đúng không? Thì thay vì mình kể thì qua thể hiện lại qua một cái nhạc cảnh để mà khán giả có thể thấm hơn, và có thể như là cho cái sân khấu nó cũng lung linh hơn, đẹp hơn, và người ta có thấy được cái tình yêu rất là đẹp của hai người này, giống như một cái giấc mơ vậy đó. Và cái thực tế sẽ kéo về con người này là cái giấc mơ tan biến và hiện tại không còn nữa. Một lần nữa thì chị cảm ơn toàn bộ ekip diễn viên của em. Tiết mục vừa rồi nó đã thỏa mãn được cái sự chờ đợi, cái cảm xúc của tôi khi xem cái tiết mục đó. Tôi chỉ có băn khoăn một cái điều là theo Vũ Trần thì cái kết nó nói lên điều gì? Dạ giống như là chị Trịnh Kim Chi có nói á, là trong cái cuộc đời của một người đàn bà, của một người trong chế độ phong kiến, nó có rất là nhiều cái sự đàn áp. Đôi khi là phải xé vỡ tất cả những cái màn nó đi để chúng ta có thể xây dựng lại một cái mới, phải đốt trụi nó đi để chúng ta tạo dựng lại một cái mới. Chúng ta không thể nào tiếp tục xây dựng cho một cái mới trên một cái nền mà nó đang hoang tàn. Người ta phải đánh đổi tất cả mọi thứ để chấp nhận làm lại một cuộc đời mới. Thật ra là biết ý thầy Công Ninh, cái quy định, cái thời lượng nó chỉ có như thế thôi, nên là đạo diễn phải nén để dồn. Đương nhiên ở khán giả truyền hình, cái kết người xa xem người ta phải thấy được cái thông điệp, đúng không thầy? Tại cái tính thông điệp nó không rõ, nó sẽ làm cho người ta hiểu lầm. Tại vì cái vai này thật ra cô cũng có một chứa sự ác ở đó, nên cái việc trả giá, cô phá cái đó đi, nhưng mà chính cô phải đã trả giá. Đấy, đúng không thầy? Trả giá cho cái đó. Anh Vinh nó nói đúng theo cái ý mà tôi mong muốn em trả lời đó. Đáng lẽ em phải trả lời như vậy thì tôi nghĩ là cái kết em nó sẽ rất là trọn vẹn. Tại vì sao? Nhân vật mà Hồng Trang đóng á, thật ra xét tận cùng là rất là ác. Vì quyền lợi cá nhân của mình mà có thể hy sinh cả một cái sự sống. Người phụ nữ họ cảm nhận được chứ, khi mà cô bé này nói là mình có thai rồi thì khi quăng quật như vậy là chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bầu thai. Không, em thì em nghĩ vậy nè. Tại vì cái lúc đó là cái cô này cũng không tin cái cô kia là có thai. Bởi vì á, cô chỉ nghĩ là cái cô kia là vì vụ lợi, vì muốn ở trong cái nhà này cho nên là cố tình nói là mình có thai. Cái kết rõ ràng là cô ta còn kinh khủng hơn nữa. Cô ta còn muốn phá tung cái không gian mà cô ta sống. Cuối cùng là cô ta phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Càng lâm và xa lầy vào cái điều sai sót thì chính anh sẽ trả giá. Với vợ này, với dung lượng đó, em nghĩ không có cách xử lý nào tốt hơn như cái gì mà Vũ đang xử lý. Chỉ có thầy hỏi như vậy thì khán giả sẽ hiểu thêm. Khán giả truyền hình đang coi chúng ta sẽ hiểu thêm về ý nghĩa của vở kịch. Rất là ngưỡng mộ Vũ Trần. Ha?
Cảm ơn rất nhiều. Mọi thứ nó đều không có lối thoát rồi. Thì mình chọn cái kết nào đẹp nhất cho gái này đây. Khi mỗi người coi thì mọi người sẽ không có cảm nhận khác nhau. Thì đó là cái ý đồ của bản thân Vũ muốn đưa vào cái tác phẩm này luôn. Mọi người sẽ tự nghiệm ra cho mình những cái vấn đề. Mình không cần phải đặt cái chủ quan của đạo diễn vào hoàn toàn. Mình chỉ gợi mở cho tất cả mọi người sẽ được cảm thấu. Và bây giờ thầy Công Ninh góp ý nhiều quá, thôi giữ lại số điểm của thầy nha. Bây giờ còn hai số điểm của nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh và nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Bây giờ anh Vũ Trần muốn theo dõi số điểm của ai trước, anh nói đi. Hôm nay chị Kim Chi rất là đẹp và em muốn được biết được số điểm của em từ chị. Điểm. Wow, điểm. Thầy có 10 điểm. Xin chúc mừng anh Vũ Thành. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Một tuần mà phải dựng một vở như vậy không đơn giản thế nào hết. Với cơ cách một người đạo diễn, họ phải lo kịch bản, họ lo ý tưởng, họ sân khấu xử lý. Anh không thể không cho em 10 điểm. 20 điểm từ hai vị giám khảo rồi. Quá tuyệt vời. Anh Vũ Trần à, em nghe chấm điểm muốn tuột máu luôn anh ơi. Như ơi Như, cô hàng xóm dễ thương của tôi ơi, dậy đi em ơi. Anh, em không hề ngủ luôn á. Ủa vậy hả? Ra đây. Anh hỏi này nè. Dạ. Anh mắc hỏi dữ lắm rồi. Như, anh với em có được xem là mình có duyên không? À không, anh không có duyên. Ủa sao vậy? Tại vì anh hỏi em có duyên không là sao, em không hiểu. Tại vì thì mình gặp nhau hàng ngày nè là mình có duyên với nhau rồi. Anh ơi anh, hồi nãy là anh kêu em ra đây nè, em mới gặp anh. Chứ không phải là tự nhiên cái đột nhiên mình gặp nhau. Ủa anh nghĩ là dù cho mình có vô tình mình gặp nhau hay là mình cố tình mình anh gặp sao? Nhau Sai rồi. Cái cố tình đó nó không có xếp vô chữ duyên. Duyên là những thứ mà bất ngờ. Nó làm cho người ta cảm thấy là mình không biết trước được. Cái đó mới gọi là duyên. Ủa vậy hả? Chứ anh nghĩ sao duyên vậy? Ủa anh nghĩ chắc anh với em gặp nhau toàn là cãi lộn không à chắc. Hay thật ra trong cái duyên á, cái duyên phận nó cũng có những cái yếu tố. Ví dụ như á, những người mà ta thích nhau cũng là duyên. Người ta mến nhau, người ta thương nhau, người ta yêu nhau cũng là duyên. Mình ta cãi lộn nhau cũng là duyên. Đó, anh nói anh với em có duyên là duyên đó. Mà kiểu quan gia ngõ hẹp á. Ừ đúng rồi, giống như trong cái con phố này nè. Ngộ lắm nha, suốt ngày ha, hàng xóm láng giềng mà toàn là cạnh mé nhau, toàn là xích mích với nhau, rồi cự cãi nhau. Nhưng mà cuối cùng đến một lúc á, sắp chia tay nhau. Rồi họ biết họ thích nhau, đúng, họ thương đúng. Nhau, họ ngậm ngùi, họ đúng nắm rồi. Chặt tay nhau. Mình nói là duyên phận. Đúng rồi đó. Anh ổn không? Anh ổn. Rồi mình giới thiệu vô tiết mục đi. Cho nên bây giờ Phương Hiếu và Khả Như sẽ mời quý vị cùng đến với tác phẩm của tác giả Xuân Trang mang tên Ngõ Vắng Xôn Xao để cùng cảm nhận duyên phận là như thế nào. Tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm, trong yên lặng mà lại mênh mông lắm. Hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la, vì nắng mãi nên mưa gọi chưa hè loang nữa. Vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoác áo xôn xao ngập hồn tôi. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay răng vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa chưa nắng xôn xao cả lòng tôi. Tôi yêu người là một bông hoa nắng, tôi yêu đời làm ngõ vắng dịu êm, trong yên lành mà lại mênh mông lắm. Hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la, một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay răng vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa chưa nắng xuân sao cả lòng tôi. Một
một chùm hoa chưa nắng xuân sao. Cả lòng tôi tên là Lành, năm nay tôi 18 tuổi. Tôi có một người mẹ tên là Hiền và một người cậu tên là Lắm, cho nên mọi người ở đây gọi gia đình tôi là gia đình Hiền Lành Lắm. Tôi sống trong một cái xóm nhỏ, một cái xóm rất yên tĩnh và thanh bình. Đời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi không có cái gì hết, sao hát hoài vậy, cái gì hả, hả, cái gì? Trời, nó có ông làm gì mà mới sáng sớm hả cha con rống như bò rống vậy? Tôi đâu có rống đâu, thằng trai nó rống mà. Trời ơi, hát như vậy rồi đi quán hát ai mà nghe. Bà không biết cái gì hết, đi hát là cha con tôi chia rất là rõ ràng. Tôi là người hát, thằng lọ nó đờn, còn thằng trai nó chỉ giữ xe thôi. Vậy được. Ê, nói nghe nè. Gì? Tôi dọn hàng, mở hàng giùm tô hủ tiếu nghe. Tôi đi kiếm bà Hiền. Hiền ơi. Ôi, gì cái gì? Hiền. Cái gì, cái Hiền gì? Ơi. Tôi đang bận công chuyện mà ông làm gì kêu chối lối vậy? Lẹ nói nghe. Đi giá giùm tôi cái quần đi, nó bị rách rồi. Đây tôi coi coi. Trời đất ơi, cái quần còn chỗ nào để mà tôi giá hả? Cái quần này là của cái thằng lọ đó, cái thằng quỷ đó, nó mặc quần nó đi đâu không biết mà về rách quá trời luôn nè. Tâm bậy ơi, ở đâu mà ra cái quần đó, quần của con? Cái quần này là quần của ba con. Thiệt, ổng không xài sao rách chết xong đưa cô Hiền giá xong về xé nữa xong đưa cô Hiền giá nữa. Chi vậy? Thì cái cớ của cô Hiền. Ui, hai cho con ổng nha. Sao cô Hiền? Sao cái gì mày hả? Nuôi mày ăn cọc cho cố rồi bây giờ mày không có làm được cái gì hết, sao mày bán đứng tao hoài vậy hả? Sao con nói vậy thôi? Tao nói hôm nay tao cướp không cho mày tiền ăn sáng mày. Ôi sao được, mà không có tiền là có được đâu đó. Dạ. Đó. Hả gì cô đen? Qua ăn sáng con. Qua ăn sáng. Trời ơi, có ăn sáng luôn à. Hôm nay cô có món mới nha. Mẹ món gì mới? Cô làm menu luôn kìa. Trời ơi, hôm nay có menu luôn. Tao để đọc coi thử có món gì mới không nha. Món thứ nhất, hủ tiếu mì nước khô. Món này được. Món thứ hai, hủ tiếu mì nước khô. Được không? Thôi, cho y chang menu đi. Y chang menu. Xong chứ lẹ đi cô ơi. Nè, có liền. Có lẹ đi. Con. Trời ơi, nóng quá. Sao tới hai tô lần vậy? Ủa con kêu y chang trong menu. Menu hai món, cô làm hai tô. Hai tô sao ăn hết được? Rồi túm lại giờ mày có ăn không? Không ăn đâu, ăn một tô à. Mày giỡn mặt phải không? Má. Không phải gì đâu. Đi vô trong, để coi. Anh là... Lem. Má em ăn hiếp anh hả? Má em ăn nghiêm mặt. Má em kỳ cục quá. Má em kỳ cục quá. Thôi nghe lời em đi ăn hủ tiếu đi. Không được, hai tô nhiều lắm, ăn đâu có hết. Thôi ăn đi, ngoan đi, nghe lời em ăn hủ tiếu đi. Em cho thêm bò viên nè. Có bò viên luôn à? Hai viên lớn. Hai viên bảo quá, chị ăn thôi chứ gì đâu. Ô, trời ơi, dễ thương quá, ăn ngoan quá. Thêm một tô nữa. Ăn xong rồi. Xong rồi. Ăn xong rồi. Dễ thương quá. Má ơi, tính tiền. Vỡ tan luôn á. 40 con. Cái gì tới 40 lần? Hai tô 30, hai cục bò viên mới cục 5 ngàn là 10 ngàn là 40 con. 40 lần hả? Cho nhiều tiền quá, tao qua thanh toán với ba con đi. Ông Bình ơi. Ơi. Ông đâu rồi? Đang bận chế bánh đũa rồi. Để con. Ba ơi. Cô Hiền kiếm kìa. À ta rảnh rồi, bánh đũa nó chặt cho con nít. À đúng rồi. Hiền ơi. Hiền đâu? Ta không có kiếm Hiền chứ không có kiếm bà ngoại của Hiền. À đúng rồi đó, ba trả tiền cho bà ngoại Hiền đi nha. Ê. Cái trả tiền tôi đi nè. Hai tô 30 ngàn, hai cục bò viên mới cục 5 ngàn là 10 ngàn là 40 ngàn. 40 ngàn hả? Ờ. Trời ơi thằng quỷ. Ăn cái gì ăn dữ vậy mày, 40 ngàn trời ơi, 40 ngàn bò viên, ăn bò viên mà vẫn không có chút xíu gì nè. Em. Lạnh ơi. Lạnh. Hả? Anh kêu hả? Sao? Anh định đi lấy cái kết quả thi đại học của em với lại thằng lọ. Anh lấy kết quả thi đại học của em với anh lọ hả? Anh cho em đi theo với nha. Em xui lắm, đi theo là em rớt á, đừng có theo. Vô duyên quá à, tự nhiên cái chùa người ta à. Lành ơi Lành. Gì mà ra bị chửi vô duyên hoài vậy trời. Lành. Dạ. Bây giờ má đi chợ, má có ủi sẵn mấy bộ đồ hết trơn rồi. Khách lại lấy, con bỏ vô bịch đi lông rồi đưa cho người ta nghe không? Dạ. Trời ơi anh làm cái gì vậy? Đi đâu hả? Đi chợ. Đi chợ hả? Tôi cho quá giang à. Thiệt không? Thiệt. Nếu mà anh tiện cho tôi kéo một đoạn thôi ha. Trời đất ơi, một đoạn gì đi cho ra tới nơi tới chốn luôn á. Dạ cảm ơn anh. Đợi xíu. Dạ. Lấy xe đạp cái đã.
ấy lẹ để nó ra, đi lên xe lên dạ, xe lên xe anh. Lên xe lẹ lên đi lẹ đi lẹ không ra bây giờ lên xe ơi 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 thì cho mượn xe đạp chở gái đi chợ ngày không được, con không có cho mượn xe đạp đi cứu gái đâu. Trời nuôi mẹ ăn học lớn cho bất hiếu, mượn xe đạp chở gái đi chợ mà không cho là không cho. Không phải có ích kỷ với ba đâu mà xe đạp đi hai người không có được, đi hai người nó sẽ gãy. Sao còn cái bánh không gì? Ba ơi, rồi cái sườn đâu? Cái sườn rồi bà cũng tắm mà lụm về bánh nướng sườn rồi. Có vụ đó hả? Con Hiền có sao không? Phóng xuống, nhảy lên xe ôm, đi vô chợ luôn rồi. Còn ba sao vậy? Chấn thương chẳng ba. Vô đây xin chồng chẳng ba. Mọi người ơi, có rồi mọi người ơi. Có rồi mọi người ơi. Ba có cái gì chưa kịp chút nữa. Có cái gì vậy? Giấy báo kết quả thi đại học của bé Lành, nhà thằng Lọ. Hả? Nó có đậu hay không? Không biết. Sao mày không mở ra coi? Không dám. Tao mới con nhập mà tao bỏ con một mình tôi vậy. Mở đi. Thôi anh mở đi. Anh xui lắm mở ra là em rớt đó. Vô duyên quá hả? Bậy tập bạ tự nhiên khi không đi trụ nhỏ rớt. Chứ bé Lành không rớt, thằng Lọ cũng rớt à? Không, đó là em rồi đó. Nói là phải nói cho công bằng. Có trụ là phải trụ cho hai đứa rớt luôn. Trời ơi. Mọi người đang coi. Hiền. Và phép thật là bình tĩnh nghe tôi nói cái thông tin này. Ông cứ yên tâm, trên cuộc đời này không có cái gì làm cho tôi mất bình tĩnh. Cho tôi hỏi, cái này là cái gì? Giấy báo kết quả đại học của con Lành với thằng Lọ. Con đậu đại học rồi. Tao nói chút chồng mà Con quen miệng rồi. Má ơi, con đậu đại học rồi nè. Giỏi quá. Con đậu đại học rồi. La la la. Đậu đại học rồi. La la la. Đứng lên coi. Làm gì khóc hả? Không phải. Con đậu đại học mà sao bỏ rơi con? Ủa cái gì mà sao cái sớm mình vô như kỹ hội vậy? Lắm ơi, con với bé Lành đậu đại học rồi. Dạ. Cái gì? Hai đứa đậu đại học rồi hả? Trời ơi, cậu vui quá. Mọi người, lại chụp hình luôn lại gặp kỷ niệm nè. 2, 3, yeah! Góc bên đây đẹp hơn. Qua đây. 2, 3 nè. 2, 3, yeah! Góc này nữa. Cái này là phải vui hơn hai cái kia. Tại cái này là tôi post lên Facebook tôi ghi 4 chữ. Chữ gì? Tan đàn sẽ nghe. Là sao? Bây giờ mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Cái ông chủ tịch công ty tôi đang làm á, ổng rất thích cái miếng đất này. Ngày mai ổng cho bên thẩm định giá của ổng á, ổng qua đây ổng gặp ông chủ nhà trọ mình, coi như là người ta sẽ mua lại miếng đất mình. Bây giờ còn mấy ngày nữa là người ta đập, người ta xây rồi. Coi như là chúng ta mỗi người mỗi ngã đó. Đâu có được. Nhưng mà ông là người trong công ty mà ông phải nói giùm mọi người chứ. Dạ chị, tôi làm bảo vệ chị. Tôi bảo vệ giữ xe dưới tầng hầm đó chị. Làm sao mà tôi có biết nói chị. Cậu ơi cậu, vậy bây giờ mình phải làm sao hả cậu? Sao nữa con? Mỗi người mỗi ngã chứ sao bây giờ con?
Ba ơi, con không có muốn xa người ấy đâu ba. Đúng rồi ba ơi, con không muốn xa đằng ấy đâu. Thì tao cũng đâu muốn xa đằng ấy. Bây giờ chuyện lỡ rồi, tao đi vô dọn đồ. Không. Tụi con không muốn đi với ba hả? Tại sao phải đi với ba? Bởi vì gia đình là tất cả. I love family. Mình lấy ly, ly. Cậu ơi, bây giờ mình còn cách nào không cậu? Ra là có. Cách gì vậy cậu? Hả? Có cách nhưng mà khó lắm con. Cậu, cậu nói cho con biết đi, cách gì vậy? Má con có thể giải quyết được cái chuyện này. Ủa, sao tự nhiên có liên quan tới má con ở đây nữa? Con ra đây. Bây giờ á, cái điều bí mật này cậu giấu từ đó đến giờ. Hôm nay cậu nói con nghe. Nhưng con phải hứa cậu, con phải bình tĩnh. Con phải bình tĩnh nghe không? Không được la lên nghe chưa? Thật ra cái ông chủ công ty mà cậu đang làm là ba ruột của con đó. Má ơi, má ơi. Trời ơi, cái má gì ơi, vậy? Má ơi, má ơi. Con nói con bình má tĩnh. Cái gì má? Má, cậu cháu ôm sòm nhé. Má, má ra đây má nghe cậu nói tầm bậy tầm bạ gì kìa má. Nói cái gì? Tự nhiên cái cậu con nói á, cái ông chủ tịch của cậu con, cái người mà tính mua lại cái miếng đất này nè, là ba ruột của con. Cậu Lắm, cậu nói cái gì vậy? Hả? Em nói sự thật mà chị hai. Em nói sự thật mà sao chị giận em? Chị có biết rằng á, từ đó tới giờ á, em nhìn con cháu em từ nhỏ cho tới lớn á, nó không có ba nó bên cạnh em sót lắm á chị hai. Có nhiều lúc á, em định hỏi chị, em không hiểu nó có tội gì mà chị lại giấu nó rằng nó có một người cha hả chị? Nó lớn rồi chị hai, chị nói cho nó biết đi. Má ơi, má ơi, vậy là những lời cậu con nói là đúng hả má? Sao má nói với con là ba con bỏ đi khi con mới chào đời? Lần bây giờ con cũng đã lớn rồi, má cũng không muốn giấu con nữa. Tất cả những gì cậu Lắm nói hoàn toàn là sự thật. Má và ba đã có một tình yêu rất đẹp. Nhưng từ khi cưới nhau vậy, Má thật sự cảm thấy mình không thể nào hòa nhập được với gia đình nhà chồng. Bởi vì ba con sanh ra trong một gia đình thượng lưu giàu có. Còn má, má chỉ là một cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn học nghề mai. Cho nên má quyết định bỏ đi, hy vọng rằng ba con sẽ có một tình yêu đẹp, nhất là môn đăng hộ đối hơn là má. Nhưng mà Lành ơi, thật sự lúc má bỏ đi, má không hề biết rằng má đang mang thai con. Má xin lỗi con, má không cố ý như vậy đâu Lành ơi. Cậu ơi, từ đó giờ chị không nói, bây giờ chị nói ra mới biết. Công nhận chị sến thiệt đó chị hai. Cậu này, trời ơi, chị mặc cảm vừa phải thôi. Cậu ơi cậu, em nhớ là anh rể em hồi xưa yêu chị thiệt mà. Anh biết anh chị nghèo, nhưng mà tại vì chị là một người phụ nữ tốt, anh yêu chị thiệt. Tự nhiên chị mặc cảm chị bỏ đi, chị thấy không? Bây giờ chị thấy không? Chị thấy hai mẹ con chị sống cơ cực không? Cơ cực một mình đi lấy qua em nữa. Cậu, cậu ơi cậu, cậu ơi, rồi ba con có biết là cậu làm bên công ty ba con không cậu? Làm sao biết được con, cậu nói cậu giữ xe dưới tầng hầm mà. Mặt trời cậu còn không thấy nữa, nói sao thấy ba con. Cậu ơi, cậu có thương con không? Cậu thương con lắm, cậu hiểu tính con muốn cậu dắt qua gặp ba đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đi, đi, đứng lại. Hai cậu cháu bước vô đây, bước vô đây. Cậu nghĩ cái gì vậy hả cậu Lắm? Cậu nghĩ làm sao mà bây giờ tự nhiên cậu dắt con bé Lành đi qua nhận ổng? Tôi nói cho cậu biết nha, đã bao nhiêu năm nay má con tôi như vậy thì cứ để yên cho như vậy. Bây giờ cậu nghĩ đi, có khi là anh ấy đang có một gia đình rất là hạnh phúc. Chưa kể bây giờ anh ấy đang là một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng. Tự nhiên bây giờ dắt con bé Lành qua nhận, chẳng khác nào người ta nói tôi lại xúi nó qua nhận cha để mà hốt của. Không có được. Lành, bao nhiêu năm nay má nuôi con được, má con mình sống vẫn yên ấm, yên ổn. Con cứ để mọi chuyện như vậy, con hiểu chưa?
Má xin lỗi con, không thể nào nhận cha được đâu con. Thôi bây được rồi. Từ đó giờ em nghe lời chị, bữa nay em nghe lời chị luôn. Coi như thôi khỏi gặp anh hai đi, khỏi cầu cứu gì hết á. Giờ đi vô nhà, tính coi đi, mốt đập rồi đi về đâu ở nè. Chắc chắn là về ngã ba dầu dây rồi, không về đâu á. Lắm, lắm. Đen. Lắm. Đen. Lắm. Người ta biết mình đen lắm rồi, đừng nhấn nữa. Còn vài bữa nữa là xa nhau rồi. Ờ. Bữa tôi có đi chợ, tôi có mua cái áo cho Lắm nè. Không biết Lắm có chịu mặc không? Dễ thương không? Mua sai con nít tặng tôi. Ủa? Đâu? Vậy đang đem ra chợ, đang đi đổi ra. Đổi. Tôi hứa bà tôi sẽ giảm cân để mặc vừa cái áo này của bà. Rồi mấy cái áo này là bà tặng gia đình bên đây đúng không? Ừ, tôi mua cho cha con ông Bình với lại má con của bà thì tiền. Bà này bà tên Đen, mà tấm lòng bà như cô tiên vậy đó. Mỗi ngày buôn bán được nhiêu đâu. Biết là sớm mình nghèo nhưng mà thôi, tôi có thể mua được, bà mua làm chi? Bà phải lo cho con gái bà nữa, bà hiểu không? Không có sao mà. Đen muốn nói cái này nè. Bà nói đi. Lỡ như sau này mỗi người mỗi nơi á, ai kia nhớ tự chăm sóc cho mình nha. Rồi mà nếu sau này mà có lấy vợ á, lấy vợ thà không được quên tôi. Mắc cỡ. Sớm sống tình nghĩa gì sao đi được. Dì Hai ơi, em xin lỗi chị. Lạch ơi, Lạch ơi, em đâu rồi Lạch ơi? Lạch, tụi mình sắp phải xa nhau rồi. Nếu mà... Nếu sao? Nếu mà... Nếu sao? Nếu... Nếu gì? Nếu là chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sâu, có nghe cây mắc chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, đời anh con gái đã lỡ duyên rồi. Con gái gì mà con gái? Lộn, anh liệu, anh buồn quá. Là anh, anh ngủ không có được, anh nhớ em quá. Em cũng ngủ đâu có được đâu. Bây giờ trước khi chia tay, anh có món quà này anh tặng cho em mà. Món quà chia tay luôn có hả? Có luôn. Trời ơi, gói kỹ quá. Kỹ em á. Đó. Thích liền. Trời ơi anh trai. Hả? Anh nghĩ sao mà anh tặng cho em cái sĩ gia đình như vậy mà còn cũ xì nó, làm sao em xài? Cũ rồi mà cũ. Cũ nhưng mà đó là tấm lòng của anh, đây là sợi dây tơ hồng trói buộc tình cảm hai chúng ta em mà. Trai ơi trai. Em đi vô nhà đi. Trai à trai, mày có thấy cái sợi dây lịch của ba không mày? Trời đất ơi, đúng rồi. Tại vì đây là của bác á con. Đưa cho bác hạt hồ chê cái. Ai ơi, không coi con, ý của bác luôn đó. Ai trời đất ơi. Lại gì cho đường cho bác coi. Con nói nghe nè. Anh nói không phải. Không phải. Anh đừng có chạy, đừng có chạy. Mày đứng ở làm cái gì, mày đi qua mày nói với bà. Mày tiếng coi. Ai trời đất ơi. Ba làm nhục con quá. Ai không phải mà. Ê, trai ơi, trai. Ê, con gái, ý của bác muốn nói á, hôm bữa cá hoa á, con. Ôi, con có phải. Ai đâu đâu rồi, trời, cái thằng trai nó lấy cái tờ di lịch của bà đó. Vô đi, vô đi. Đi, đi. Bình tĩnh, em bình tĩnh, đừng sợ, em đừng sợ, không có gì phải sợ nữa, em yên tâm đi. Anh đã đánh đuổi những bông hoa nhỏ đi rồi. Cảm ơn anh Lạ, anh Lạ là số 1. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ số 1 hay số 2 gì cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì mình sắp xa nhau rồi. Em biết không, góc phố này á,
là kỷ niệm của hai đứa mình á. Anh nhớ hoài luôn á. Nhớ nhất là cái lúc mà hồi nhỏ anh ước mơ làm ca sĩ. Em thì đứng đó, anh hát cho em nghe. Xưa là nhau chung một đường kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng hát u vờ mấy câu nhạc tình, nàng lặng như vô tình gái con chàng dễ đâu mà làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi xa lý thân thương, đêm sang đông đấm đông đường giờ nàng đang ngủ trường, đi lang thang khuya lắc khuya lơ đèn nhà ai tắt sớm, gồm suy tư thao thức đêm mơ chàng bèn viết lá thư, hay hôm sau mới dám đưa thư nàng nhận những làm ngơ. Gì trong lá thơ vậy? Ý, anh viết là viết cái gì nè? Anh yêu ai nè? Anh yêu ai? Anh yêu mày yêu ai? Con yêu thím à? Thằng điên, con nít con nồi yêu với đường mày ơi, anh lem gia đình là tất cả. I love family. Thôi thất tình thôi mà, giờ có thất tình đi nữa thì cũng phải lo cho cuộc sống mưu sinh chứ. Dạ. Nè, tập đàn tập hát đi, tối mấy cha con mình còn đi kiếm cơm nữa. Dạ. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng đợi xa nhau cho mắt lệ hoen mờ, lời thiết tha qua tâm tư trọn mộng trọn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường sáng giờ, mình đã gieo neo nghe chấm bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nằm hành trang, có bạt chắn với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ý, vì mấy khi yêu mà chẳng đường được người yêu cho rất nhiều, nên nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết, chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta vẫn ngắm ngừng ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Ơi, vậy là phải đi thiệt hả ba? Đi thiệt chứ hỏi gì nữa. Má ơi,
mình không đi nữa được không má? Người ta giải tỏa mà, sao không đi được con? Ta. Má ơi má, má ơi, con muốn xa mọi người ở đây đâu má. Mọi người đừng trách má con tôi, mong mọi người thông cảm cho má con tôi. Tự nhiên Nguyên sớm đứng xếp hàng tự kỷ vậy? Tự kỷ cái gì hả? Ông làm gì ông vui quá vậy hả? Hả? Uổng công là tôi thương ông. Tôi cũng buồn như mấy người vậy. Chính vì tôi buồn nhưng mà tôi phải đi tìm cách để cứu tất cả cái xóm này nè. Người đó là ai nữa? Dạ mời anh. Giới thiệu mọi người, đây là ông chủ tịch mà công ty tôi đang làm. Là chồng của chị hai tôi đó. Ba con á là ba con á. Rồi ông ta làm nghề gì? Chủ tịch tập đoàn. Trời ơi, ghẹn gì tôi biết con. Đại ba đi, đại ba kìa con. Cô. Hiền à, anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Sao em khờ quá vậy Hiền? Nếu không nhờ cậu Lắm thì chừng nào anh mới được gặp em? Khi nào cha con anh mới nhìn được nhau hả em? Ba ơi, ba đừng có trách má con. Má con không chịu đi tìm ba là tại vì má con sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc của ba, ảnh hưởng tới địa vị của ba đó ba. Chưa bao giờ ba trách má con. Vì ba biết má con làm như vậy lại muốn tốt cho ba. Hiền ơi, anh xin lỗi em. Vì nhiều năm qua anh đã để cho mẹ con em phải sống cơ cực như vậy. Nhưng em có biết rằng từ khi em bỏ đi, anh chỉ biết lao đầu vào công việc. Chưa bao giờ anh thôi nghĩ về em. Và cho tới bây giờ, anh vẫn chờ đợi em. Anh mơ gia đình mình sẽ được đoàn tụ. Vì trong tim anh, không ai có thể thay thế được hình ảnh của em hết. Tha lỗi cho anh nhé. Anh xin em. Gia đình tôi đoàn tụ rồi. Tôi sắp hết làm bảo vệ rồi. Vậy hả? Xin mọi người cứ bình tĩnh. Xin hãy cứ yên tâm. Anh chắc chắn là tôi sẽ giải tỏa. Trời đất ơi, em mà kêu yên tâm. Không phải anh rể tôi, không phải anh rể tôi. Thôi đừng buồn nữa. Nhưng tôi hứa sẽ tìm một nơi tái định cư mới để mọi người có thể sống vui vẻ cùng với nhau. Anh rể tôi đó. Vô lấy micro ra tao quất lại coi lẽ nào. Liên quan lên cho vui coi, bữa nay đoàn tụ mà. Hát bài lẹ đi mày. Đi đem ra. Yeah, come on. Ghê. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn. Một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương. Một đám lá thu bay rạc vương đầy ngõ vắng. Một chùm hoa chưa nắng
xôn xao cả lòng tôi. Tôi yêu người là một bông hoa nắng, tôi yêu người là ngõ vắng dịu êm trong yên lặng mà lại mênh mông lắm. Hãy ngước nhìn kia trời xanh bao la, vì nắng mãi nên mưa gọi trưa hè loang đưa, vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoác áo xôn xao ngập hồn tôi. Hát hay quá nè, cả xóm mình muốn lại nè. Rất là bất ngờ khi bữa nay xem cái tiết mục này của Xuân Trang, tôi có rất nhiều tình cảm đẹp dành cho cái tiết mục này. Mở đầu tiết mục là bài hát rất là dễ thương, nó tạo cho khán giả một cái tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái khi chuẩn bị tiếp cận với tiết mục. Đây là một cái thể loại náo kịch mà để dàn dựng náo kịch và để diễn trong một cái thể loại náo kịch không phải là đơn giản, có rất cần cái sự đồng điệu giữa đạo diễn và diễn viên để giữ vững cái tiết tấu trong cái thể loại náo kịch. Và em đã làm được cái điều đó. Cái công tác chọn diễn viên của tôi phải cực kỳ quan tâm về cái chuyện này để mà làm được cái náo kịch. Nếu như diễn viên không giỏi, diễn viên không bắt chụp được những cái tình huống, không bắt chụp được những cái mảng miếng mà tôi đưa ra, thì nó sẽ bị trì tiết tấu và nó không gây được cái hiệu quả. Mà náo kịch mà trì tiết tấu là thất bại hoàn toàn. Giá như Hoàng Thi cái lúc mà kể ra cái tâm sự của cuộc đời mình trước đây đã gắn bó với một người đàn ông và sinh ra một đứa con gái, giá như em tìm được một cái bài hát phù hợp với lại cái nội dung, cái lời kể tự sự đó của cái người phụ nữ đó thì chắc lẽ là thú vị hơn là mình kể bằng lời thoại. Mặc dù là Hoàng Thi kể lời thoại lúc đó tôi rất là xúc động. Hoàng Thi diễn rất tốt. Tôi làm kịch cùng Bolero, cái cách của tôi làm là nếu cái người diễn viên đó thể hiện một cái nhân vật với một cái nghề nghiệp nào đó liên quan đến ca hát thì tôi mới để cho người diễn viên đó hát, để cho cái tính hợp lý nó được cao, để cho cái sự logic nó được cao. Cho phép em có ý kiến như thế này với thầy Ninh. Thì em nghĩ là để mà kiếm được một cái bài nhạc bolero để mà phù hợp, bởi vì đây là cuộc thi bolero với lại kịch, thì cũng rất là khó cho đạo diễn. Nhưng chị chỉ tiếc một điều là em chọn cái nhạc đó cũng được, chị thấy chấp nhận được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái cảm xúc của một cái người con khi mà biết là mình đang có một cái người bố mà trước đến giờ mình chưa được nhìn thấy mặt bố và mình chưa biết một thông tin gì, thì chỉ cần cái diễn xuất nó cao trào hơn để mình đẩy cái đô cảm xúc của khán giả đến với cái nhân vật của mình, thì chỉ cần cái đó hơn. Cái kết á, thay vì cái nhân vật cái người cậu á, đừng có nói trước là cái chuyện cái người chủ tịch tập đoàn á mua cái vùng đất này là chồng của cái người phụ nữ này và ba của cô gái kia. Vì lúc đó khán giả gần như tuyệt vọng, các nhân vật trong câu chuyện gần như tuyệt vọng rồi, nhưng mà cuối cùng nó mở ra một cái gỡ rất là hợp lý. Tùy những cái vở diễn, tùy những cái tình huống mà tôi có nên giấu hay không, hay là tôi mở nút tắt ngay từ đầu để rồi mình kéo khán giả bằng cách là mình sẽ làm cái gì để cho khán giả họ tò mò thêm. Nhiều khi khán giả lại nghĩ tại sao lại mở kịch ngay từ đầu để xem thôi, còn cái gì hơn nữa, còn cái gì khác nữa, và đạo diễn sẽ làm cái gì nữa. Tôi cũng đồng ý với thầy Công Ninh, nó cần cái yếu tố bất ngờ và những cái xung đột á. Thì bạn đã làm được cái phần đầu khá tốt, nhưng mà cảm xúc tôi cũng thèm được một chút cái cảm xúc nó sâu hơn. Đôi khi những cái miếng hài ở những cái chỗ mà mình đang đẩy á, mình đừng có tham. Lúc mà ông bố nó vô là người ta đang đẩy cảm xúc, thì Dũng đẩy một miếng vô là tôi bít cửa. Rồi ông ta làm nghề gì? Chủ tịch tập đoàn. Trời ơi, ghẹn gì tôi bít cửa. Tại vì cái hài lúc trước nó quá nhiều rồi, cái khúc đó mình phải dành cho nhân vật ở cái trạng thái đó. Vô tình cái miếng đó nó làm cho khán giả bật ra, nó đẩy người ta ra. Anh ngồi đây anh cố phải kéo lại, tại vì đứa con nó bao nhiêu năm nó không thấy ba nó, người ta rất là chờ cái giây phút đó. Thì em thảy một cái miếng nó vô. Nên anh nghĩ đôi khi không tham, trong một cái dung lượng nhất định mình phải biết tiết chế. Và khi mà Dũng nói câu đó thì khán giả phải ồ ra cười. Mà ồ ra cười thì có hai việc xảy ra, một là diễn viên sẽ mất cái đà, hai là cái người đang xem họ sẽ bị cái cảm xúc không được đẩy tiếp. Anh hơi tiếc như thế. Đúng là tôi hơi tham về cái tình huống này. Nhưng mà nếu không có câu kết đó thì bao nhiêu cái gieo của tôi về tình yêu của cái nhân vật mà Tuấn Dũng thể hiện đối với bà Hiền, nó sẽ không có điểm kết. Có thể là cái dấu chấm kết của cái nhân vật Tuấn Dũng
nó không được thỏa mãn mọi người. Ngày hôm nay chị thấy là Xuân Trang đã mang đến một cái màu sắc rất là tươi trẻ, nó nhẹ nhàng, những cái nhân vật cũng như là những cái bài hát để phù hợp cho một cái chủ đề của cuộc thi. Thì em đã làm được cái điều đó. Với tư cách một nhà sản xuất, với một đạo diễn thì anh vẫn thích cái màu này. Đương nhiên phải có nhiều cái để xử lý của một cái người đạo diễn hơn. Xin cảm ơn đồng giám khảo. Đó là những nhận xét về chuyên môn và kỹ thuật thôi. Riêng bản thân Phương Hiếu coi xong cái ngõ vắng xôn xao, tự nhiên thấy yêu mọi người xung quanh. Cái tình yêu ở đây, tình thương ở đây không chỉ dành cho người với người mà còn cho những người mình đứng chung trên sân khấu ấy, như mình làm việc chung với nhau hàng ngày nè. Cho nên thì... em quý anh quá. Anh Trang à, anh đừng có tin anh Hiếu, tại anh Hiếu anh hay đi bán mai vòng vòng đó. Và bây giờ chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi số điểm, và sẽ có một vị giám khảo sẽ giữ lại số điểm của mình. Tuy nhiên trước khi cho điểm thì quý vị giám khảo nhớ nha, còn có phần thách đấu trên chúng ta, hãy cẩn trọng trong cho điểm. Ừ, vậy thì bây giờ cho anh Trang anh chọn anh hả? Anh muốn giữ lại số điểm của vị giám khảo nào? Thì thôi lady first đi. Anh xin được giữ lại số điểm của chị Trình Kim Chi. Dạ, vậy bây giờ mình sẽ... Xin mời số điểm của nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Tôi đã coi Xuân Trang rất là nhiều, có những vở tôi rất là thích, đặc biệt là màn kinh dị. Tôi rất là thèm vì sao tôi được kem kinh dị. Còn tuần này bạn cũng xứng đáng được 9,50. Xin chúc mừng. Chúc mừng anh Xuân Trang. Chúc mừng anh. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Công Ninh ạ. Xin mời ạ. Em đã xử lý được những cái bài hát trong cái tiết mục này rất là hợp lý. Và cái bài hát hay nhất, em xử lý hay nhất đó là Đừng Nói Xa Nhau. Tôi rất là thú vị cái bài hát này. Tôi cho em 9,5. Xin cảm ơn. Công Ninh. Với tiết mục xuất sắc của đạo diễn Vũ Trần, tổng điểm hiện có là 20 điểm. Và đạo diễn Xuân Trang hiện có tổng là 19 điểm. Và kết quả cuối cùng của đêm thi đầu tiên, chủ đề duyên phận. Xin chúc mừng đạo diễn Vũ Trần giành chiến thắng 10 triệu đồng với 29,75 điểm, trong đó 9,75 điểm từ nghệ sĩ ưu tú Công Ninh và 28,75 điểm của đạo diễn Xuân Trang, trong đó 9,75 điểm từ nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Phương Hiếu cùng Khả Như xin gửi lời chào đến quý vị đang đến với chương trình Kết Cùng Bolero. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông Khang thực hiện. Chúng tôi vừa muốn nhắc lại là trong mỗi một đêm thì cặp đạo diễn sẽ có phần thách đấu với nhau để giành giải thưởng trong mỗi đêm. Cho nên hy vọng là ba vị giám khảo cũng sẽ có những số điểm tuyệt vời và cẩn trọng nhất dành cho các tiết mục của các đạo diễn tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Kịch Cùng Bolero. Anh Hiếu nè, hồi đó tới giờ á, có bao giờ người ta nói anh vô duyên chưa? Cái gì vậy Như? Anh bị giờ anh bị sao tự nhiên chửi anh vô duyên? Em không có chửi anh vô duyên đâu, em nói là không em bị sai từ. Vô duyên có nghĩa là vô duyên phận á, hiểu không? Có nghĩa là khi mà người ta gặp anh, người ta không gặp nữa, người ta nói cho mình bị vô duyên phận. Trời ơi, cái ý em nói ở đây là cái vô duyên này chứ không phải là cái vô duyên này, mà là cái vô duyên em nói là cái vô anh duyên. Anh đừng giải thích nữa, không ai hiểu hết. Anh đừng giải thích nữa, bây giờ anh hiểu sao là nó y chang vậy đó, đừng giải thích nữa. Rồi, vô duyên phận ha. Vô duyên phận đó. Okay. Mà thật sự trong cuộc sống cũng có nhiều người á, họ không có được cái duyên phận đó nhiều. Giống như em ở trong cái thời điểm này, em thấy em có được rất nhiều cái duyên, duyên công việc, duyên bạn bè, nhiều thứ, nhưng mà có nhiều người không có, cho nên họ mới tạo ra những cái tình huống, những cái khó khăn để họ vượt qua, để làm gì, tạo cái sự kích thích của bản thân mình. Ý như muốn nói á, nếu mà cuộc sống mình nó êm đềm quá thì nó tẻ nhạt. Đúng vậy. Phải không? Dạ. Cho nên là sẽ tạo cái kích thích đó bằng cái thử thách mà không đâu xa do chính những người bạn của mình. Dạ đúng rồi, nhưng mà nếu như mà mình không tạo được, tại vì bản thân mình cái chuyện của mình mà mình không làm được, mình để cho bạn mình nó phá banh đi. Chẳng những nó phá banh đi như vậy mà nó còn mang đến cái tác hại. Đúng rồi, em nói á, ví dụ như có những chuyện á, giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi, đừng có phá người ta nha anh. Bạn bè chơi nhau chơi được thôi, chơi không chơi được thì thôi, nghỉ chơi nha anh. Mà cái ý ở đây không phải là người ta muốn phá, mà vô tình giúp thành phá. Thật ra nói chung đó cũng chỉ là duyên phận thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đạo diễn nữ duy nhất của chương trình, đạo diễn Ngọc Duyên, với tác phẩm Gõ Ba Tiếng Anh Yêu Em
lấy cảm hứng từ câu chuyện gõ ba lần anh yêu em. Hè đến phượng hồng nở hoa, ngây thơ anh dụ em xa, bao nhặt hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Ngày em đến mang theo mùa xuân đôi tắm, đời chưa điểm trang bằng nét yêu. Làn mi ước mắt nay tròn xoe ngơ ngác, bé ơi nhìn em mai ngẩn ngơ. Và anh viết cho em bài ca mơ ước, dù mơ ước chỉ là ước mơ. Rồi đêm tối giăng em về gây thương nhớ, nhớ thương làm anh chết trong mong chờ. Em ơi phải chăng chuyện ngày xưa mình giấu chặt trong tim để tránh xa trời giông bão. Hôm nay giấc mơ nào đưa anh đến vùng trời đầy yêu thương và mang mát vẫn vương. Em ơi tiếng ca còn ngày thơ, bên tiếng đàn em mơ đưa chúng ta vào mộng nhớ. Khi em bước qua thời hoa niên tuổi học trò, là khi anh ôm trái sầu bơ vơ. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh, tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường. Đời học sinh với nét đoan trinh, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài. Lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Đến xuân xin ước hẹn ngày mai. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở vương trời. Thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui say sưa mái trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở vài. Lại giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba,
về kỷ niệm ngày qua. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Từ khi bước chân em về vui bên ấy, ngày anh viết thêm bài lãn dù. Mùi trinh nữ tóc mây quyển bay theo gió, biết em còn hồng khi chiều mơ. Đời mây chốc kết mây thành cơn giông tố, mười năm khóc sao trời đổi ngồi. Và tiếng hát âu thơ ngày xa xưa đó, bé ơi tình anh xót xa muôn đời. Và tiếng hát âu thơ ngày xa xưa đó, bé ơi tình anh xót xa muôn đời. Vậy sao tới trễ như vậy? Vậy tôi tới sớm lắm đó nha. Gì sớm? Sớm nhất luôn á, tôi kịp hát một bài rồi bạn bè cùng trường múa minh họa luôn á. Sau đó đi thăm từng ngọn cọng cây ngọn cỏ ở trong trường này, hai người mới tới trễ. Tại sao vậy? Xin lỗi mọi người nha, tại anh Khánh á, anh Khánh đón em trễ nè. Sao vậy? Bây giờ nè, tranh thủ chạy lên trên phòng kiếm cô Mai luôn đi nha. Cô Mai nào? Cô Mai chủ nhiệm mình đó, thì anh Khánh nói là mình về trường thăm cô Mai mà đúng không? À, đứng đây, nhớ đây. Dạ. Về thăm cô Mai. Dạ. Cô mình tên gì? Cô Mai. Mai cô mới tới. Dạ, gì cũng giỡn. Hôm nay cô không có tới. Ủa vậy hả? Thôi bây giờ vậy nè, mình lấy xe mình chạy thẳng vào nhà cô luôn đi nha. Anh Khánh. Đi lấy xe đi anh. Lấy xe, đi lấy xe, xe, đi lấy xe. Dạ, dạ. Trời đi ơi. Nga ơi Nga, dạ. Bao nhiêu năm quay lại trường anh phát hiện một chân lý Nga ơi. Sao anh? Trời ơi, cái mặt trường vậy nó thẳng băng. Dạ. Chỉ có mặt mình đầy nếp nhăn. Trời ơi, 10 năm rồi còn gì nữa. Vậy dành một phút massage trước trường đi em. Ủa bây giờ mình về trường là mình phải massage. Kệ nó, hy vọng rồi. Ủa vậy thiệt luôn hả? Kệ. Ủa, mọi người làm thiệt luôn. Trời ơi. Dạ. Rồi mình rồi sao? Ủa anh tính đem bó hoa này qua tặng cô Mai hả? Ừ. Ê, trời ơi, gì vậy? Quê đó. Sao? Cô mình tên là cô Mai đúng không? Dạ. Muốn tặng cổ là tặng hoa mai, chứ ai mà tặng hoa hường. Dạ. Ý này là sao anh? Tặng em. Hai. Em đâu phải tên Hường đâu. Không lấy tôi lấy. À, em lấy, em lấy. Xạo xạo. Rồi 500 anh em tập hợp. Gì vậy? Đàn trai qua một bên, đàn gái qua một bên. Dạ ra, dạ ra. Gì vậy? Dạ, dạ. Dạ. Sao, sao vậy? Nga. Dạ. Em là mẹ anh nghe. Gì vậy? Gì vậy? Gì điên hả? Làm lại, làm lại, làm lại. Sẽ nè. Làm dạ. Lại. Nga. Dạ. Em làm vợ anh nha. Bè. Làm vợ anh nha. Ê cô. Nha, 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 nha. Em làm mẹ của những đứa con của anh nha. Bè. Làm mẹ của những đứa con anh nha. Ê cô. Nha, 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 nha. Em. Tiếp, tiếp, tiếp. Nha, nha, nha. Em không đồng ý. Em không đồng ý. Ê, ai vậy? Mượn, ai mượn, ai mượn, ai mượn. Đi vô, đi vô. Trời ơi, từ nay tôi cứ bè mới bè chứ bè bậy bạ vậy. Để đó, tao giải quyết. Cái gì vậy Nga? Dạ. Trời đất ơi, hai đứa quen nhau 10 năm trời đúng không? Từ hồi học ở trường nè. Dạ. Đó, tôi là người đứng ra là mai là mối nè. Dạ. Bây giờ khó khăn lắm nó mới làm cái lễ cầu hôn vậy. Tự nhiên không đồng ý là sao? Anh ơi, em tức lắm. Cái gì? Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên tình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi mộng thấy ai mỉm cười, là mối xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, soi còn đó vừa nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Nha, yeah. Dạ, dạ. Em hát nguyên đoạn vậy là nội dung gì vậy? Trời ơi, tóm lại là em quen ổng 10 năm nay rồi, chưa bao giờ ổng chịu mở miệng nói một câu anh yêu em. Chưa bao giờ nói? Chưa hề. Trời ơi, quen 10 năm mà mày không mở miệng mày nói một câu anh yêu em làm sao? Trời ơi, mày có biết là
Khi yêu lòng như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Hân hoan hồn như mở hoa trong chợ hồi âm, tắt ngay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng. Mày thấy thiệp hồng chưa? Thấy. Thì cái thiệp hồng đó là của tao với Nga đó. Con khỉ. Cái gì? Nó gửi thiệp hồng qua mà chú rể không có tên mày, hiểu không? Trời điên hả? Tao lao quá đi. Tao lao cái gì? Đơn giản quá mà, trời ơi, mình yêu ai, mình cứ gặp người đó, mình nói anh yêu em, hết sức đơn giản, có khó khăn gì đâu. Như tao nè, đó, quay lại nè, Nga. Dạ. Anh yêu em. Dạ. Ê, trời ơi, anh ơi, chết cháy nhà anh ơi. Yêu Nga hả? Ví dụ thôi, để cho mày thấy quá dễ dàng. Đó, bây giờ mày dòm đi, mày yêu ai, mày dòm người đó, mày nói anh yêu em. Nói, anh yêu em. Nói, anh yêu em. Tao chịu đó. Cái gì vậy? Chết cho hai anh vừa lòng nha. Anh giỡn thôi, anh đợi không? Chuẩn men lắm. Ôi, ghê sợ lắm. Anh ơi, anh nghe đi. Trời thôi, đó, quá đơn giản mà. Nói đi. Nói nghe, nói đi. Nga ơi. Dạ. Mình yêu nhau 10 năm nay. Ờ. Tình cảm anh đối với em như thế nào em hiểu quá rõ mà. Bây giờ cứ bắt nói những cái từ đó hoài làm sao? Thì em chỉ muốn anh nói một lần thôi mà. Một lần anh yêu em thôi mà. Nói đi dễ lắm, tao để em cho nói. 1, 2, 3, nói. 1, 2, 3, hết. Cái đó là đếm đó má ơi. Cái đó là đếm đó má ơi. Anh lộn, anh men. Rồi, sao vậy, sao mày tập đếm vậy? Nói, anh yêu em. Tao có cách. Cái gì? Diễn ra. Anh. Dạ. Ủa là sao? Gì vậy? Thì có nghĩa là. Là sao? Là kể từ giờ phút này, thể em nghe được âm thanh có 3 nhịp kề nhau, có nghĩa là. Hiểu chưa? Trời ơi. Là anh yêu em hả? Trời ơi. Ê, vậy cũng được hả mày? Được. Ê, nó nghe là về nhà mày buồn quá, mày cầm 3 cái chén mày đập chén cũng là. Là vậy á. Anh yêu em. Rồi mày cầm chiếc dép mày đập thép 3 tiếng cũng là. Là vậy á. Anh yêu em. Ê, rồi một ngày nào đó hai đứa bay đang đi, tao bất chợt tao la lên á, nghĩa là kể mày chết. Em xin lỗi. Đồng thanh đồng thủ ha, có số phu thê đó. Mày dạy trai lắm chưa? Rồi sao bây giờ nó nói vậy thì chịu không? Mở họng nó chỉ chịu đi, tôi bánh liền vợ. Trời ơi, đàn bà con gái thì giữ nết giữ đa. Đứng lên, kêu hãnh lên. Dạ. Thôi xuống đây đi gãy cổ đó. Dạ. Bây giờ trả lời phải không? Ừ. Để em. Bây giờ nghe nè, bên đó anh đuối rồi, nó nhất định không nói, em quyết định sao? 500 anh em ra chứng kiến, vô. Dạ, nếu như bên đó đã có 3 tiếng gõ thì bên đây Làm sao? Em đồng ý. Hãy gõ lên trần, tròn 3 tiếng khi em đã đồng ý. Xin em gõ hai, dưới ông nước thay lời chối từ. Hãy gõ lên trần, là anh đón em ngay bên hành lang. Khi nghe hai tiếng kèn, là hiểu rằng em đã lãnh anh. Lòng thầm mong em gái ngó ra ngoài, đón xem lá thư muôn thiết tha anh đã treo trên sợi dây dài. Phong thư cho em xinh xinh hay rằng, bao năm qua anh thương em vô ngần. Vách ngăn chúng ta nên ước mơ không đến như anh đã mong chờ. Hãy gõ lên trần, tròn 3 tiếng khi em đã đồng ý. Xin em gõ hai, dưới ông nước thay lời chối từ. Hãy gõ lên trần, là anh đón em ngay bên hành lang. Khi nghe hai tiếng kèn, là hiểu rằng em đã lãnh anh. Hãy gõ 3 lần, lấy anh nha. Hả? Gì? À, đưa tiền hả? Tế em nội tao hả? Nga. Dạ.
làm vợ anh nha. Chưa, từ giờ ông lâu lắm rồi đó, tôi mừng quá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dạ, dạ em đồng ý. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao cái nhẫn mà thành lên cái nắp lon vậy anh Khánh, kỳ vậy? Kỳ vậy? Trời ơi, không chịu, không lấy em, không lấy. Nghe. Ủa sao lại? Hồi nãy rõ ràng bỏ vô đây cái nhẫn kim cương mà, sao giờ nó thành cái nắp? Hay gó lên trần cọp cọp cọp. Mày nhìn thẳng mặt đó nè, bỏ đâu? Chơi kỳ vậy? Đừng có chụp bậy, đừng. Không được. Giấu rồi. Hả? Tao ê, đàn gái, bắt cô giấu lại. Ê, cái gì vậy? Bắt chú lại lại. Sao bắt em vậy? Thôi. Nghe đây. Anh Hùng. Để đó anh giải quyết cho. Nghe đây. Anh ơi, em muốn lấy chồng. Kệ, không sao anh. Biết. Cái nắp lon em cũng lấy nữa. Anh ơi, em muốn. Trời anh ơi. Em muốn lấy chồng. Nga. Dạ. Em có nghĩ là ngày cưới của em á anh đi xe lăn tới không nha? Bây giờ tao mới về cũng sống rồi. Từ từ để lấy. Nghe đây. Tội của bạn lớn lắm, dám cầu hôn cô dâu bằng một cái lắp lon. Cho nên chúng tôi quyết định từ giờ tới 12 giờ đêm nay, nếu như anh không kiếm được cái nhẫn hột xoàn về đây để đính hôn với cô dâu chúng tôi thì miễn cưới vợ. Miễn cưới vợ. Trời ơi. Sao? Tôi chấp nhận. Nghe có hơi hướng cổ tích đâu đây. Được, nếu đã thách đố như vậy thì bây giờ mình sẽ tìm chiếc nhẫn kim cương ở lâu đài của bà Tư bán cà phê. Không cần 12 giờ đâu, 5 phút thôi, anh sẽ có mặt. Chờ anh nghe. Dạ. 500 lem, bà hợp. Gì vậy? Dí theo, nó mà kiếm được cái nhẫn, giật lấy, 12 giờ đêm mới trả. Trời ơi, không, em muốn lấy chồng mà. Không, em muốn lấy chồng. Trời ơi, trả cái nhẫn đi, em muốn lấy chồng mà. Cái gì vậy? Em muốn lấy chồng. Trời, lấy chồng thì từ từ lấy, hiểu không? Mà bình tĩnh đi, từ từ. Đó là trò bí mật, để đó, nó sẽ làm được, nó phải làm được. Thách thức của nó, hiểu không? Ôi, anh ơi, em mừng quá, không ngờ em chờ ổng 10 năm nay. Cuối cùng cũng có ngày ổng cầu hôn em, mà ổng còn tạo ra một cái buổi cầu hôn đặc biệt như vậy nữa. Trời ơi, em sung sướng quá. Em nói ai tạo ra? Dạ, anh Khánh á. Còn phe đó. Toàn bộ là tôi làm đó chị. Dạ. Vậy hả? Bông cầu hôn chị cầm là tôi mua luôn đó. Vậy hả? Dạ. Nó không làm được cái gì hết, một mình tôi làm hết đó. Trời ơi nha. Khách bị xe đụng chết rồi. Nè. Anh ơi, đám cưới em á, anh làm lễ phụ cho em nha. Xong rồi. Nga, mày nghe gì không? Khách bị xe đụng chết rồi. Làm gì vậy anh Khánh? Anh đừng có giỡn nữa. Anh dậy đi anh Khánh ơi. Ngồi dậy đi anh Khánh. Anh Khánh. Khánh ơi. Anh Khánh ơi. Dạ vậy đi anh ơi. Vậy anh Hùng ơi, anh làm gì vậy anh Hùng? Sao tao nằm đây vậy Hùng? Ủa tên gì? Nga ơi. Nga. Vậy là sao Hùng? Anh ơi. Hùng, mày nói cho tao biết đi, chuyện gì đang xảy ra vậy Hùng? Gì vậy anh Khánh? Nga ơi. Anh ở bên đây mà Nga. Anh đang ở đây mà Nga. Nga ơi. Đừng có giỡn nữa. Anh ơi. Đừng có giỡn.
mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Mấy ngày rồi em không ăn uống gì hết, em sẽ kiệt sức mất. Anh để nó đi. Nga, anh xin lỗi. Anh chỉ nghĩ đó là một trò đùa, để cái ngày nó cầu hôn em thêm ý nghĩa, thêm vui vẻ. Chứ không ngờ. Em biết tất cả chỉ là trò đùa của các anh, nhưng tại sao chuyện anh Khánh không phải là trò đùa hả anh? Anh xin lỗi. Thật ra chuyện nhận là do anh giấu. Anh chỉ muốn là khoảng chừng kém 15 hay cùng lắm là kém 5-12 giờ anh sẽ trả cho nó. Nhưng anh không ngờ, Nga ơi, thật sự anh không muốn chuyện này đúng. Anh Hùng, đừng tự trách mình. Không ai muốn chuyện này xảy ra đâu. Anh xin lỗi. Anh Hùng, mấy hôm nay anh giúp em lo cho anh Khánh, chắc là anh cũng mệt rồi. Về nghỉ ngơi đi anh. Nga, anh... Em muốn ở một mình. Về đi anh. Giờ mọi người về hết rồi, anh ra gặp em đi. Khánh, Khánh ơi, anh Khánh, anh đừng có trốn nữa mà. Anh trốn hả? Có nghe em nói gì không? Anh ra gặp em đi, anh có nghe em nói gì không? Khánh ơi, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Anh...
ra gặp em đi. Em không có giỡn nữa đâu. Anh ra đâu vậy? Vậy thì bây giờ anh cũng đừng có trốn em nữa. Ra gặp em đi. Anh đang ở đâu? Anh đây. Nga. Anh đang ở đâu? Anh ơi. Anh đây. Thì là bây giờ không ra gặp em cũng được. Anh nói gì cho em nghe đi. Em muốn nghe giọng của anh. Hay là anh đếm 1, 2, 3 cũng được. 1, 2, 3. Phải. Em nghe thấy không? Hay là anh gõ 3 nhịp đi. Anh gõ 3 nhịp bất cứ tiếng động gì cũng được. Để cho em biết là anh đang ở đây. Anh làm gì đi anh Khanh. Em ơi, anh gõ 3 nhịp nè. Nghe nghe. Em nghe thấy không? Anh gõ 3 nhịp nè. Em nghe thấy không? Em nghe thấy không? Anh gõ 3 nhịp nè, em nghe thấy không? Anh đây gõ 3 nhịp, anh đây gõ 3 nhịp nè. Làm ơn nghe anh đi mà. Anh gõ 3 nhịp nè, em nghe không? Anh gõ 3 nhịp nè, em nghe không? Anh đang ở đây mà nghe. Trời ơi, tôi phải làm sao để biết rằng tôi đang hiện diện bên cạnh em đây. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sâu thương. Buốt ra câu thơ những lúc đêm mờ, ướp cánh hoa xưa phận nhớ hương chờ mà đâm trong nghẹn nằm mơ kết mây thành hoa trắng, hoa vỡ mây tan tan giấc mơ hoa. Anh hãy về đây đêm giá lạnh để nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Nga, Nga, thôi mà, Hùng, Hùng, nhìn tao đi, nhìn tao đi, mày thấy tao không, mày thấy tao không hả Hùng, mày thấy hả, mày thấy tao, Nga, Hùng, Nga ơi, chuyện thằng Khánh đi, đó là sự thật không thể chối cãi. Nga không nghe thấy tao nói gì hết, thậm chí tao gõ 3 nhịp Nga cũng không nghe. Hùng ơi, có cách nào không Hùng? Có cách nào để tao nói chuyện với Nga được không Hùng? Hùng ơi, tao lại mày. Mày nhìn thấy tao không? Mày nhìn thấy được tao rồi không? Hùng ơi, tao lại mày. Làm ơn, làm ơn. Có cách nào không? Làm sao để tao nói chuyện được với Nga đi Hùng? Tao xin mày mà. Tao xin mày mà, làm ơn, để tao nói chuyện với Nga đi. Tao xin mày mà. Hùng, Hùng, Hùng. Trời ơi, bây giờ ngay cả mày cũng không giúp tao nữa sao Hùng? Trời ơi. Em biết là anh mà. Khánh ơi, anh đâu rồi? Anh đây.
anh nói gì với em đi. Anh đây, anh luôn ở bên cạnh em. Anh không muốn rời xa em đâu. Cảm ơn em vì trong suốt 10 năm qua em đã cho anh được sống trọn vẹn với tình yêu mà anh dành cho em. Nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà không phận. Em hãy tiếp tục cuộc sống mới mà không có anh. Vẫn còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm lo lắng cho em. Mạnh mẽ lên nha. Như trong 10 năm qua anh có thể nhiều lần được nói với em ba chữ: anh yêu em. Em cần anh. Em nghe được rồi. Em biết anh muốn nói gì với em rồi. Em hứa với anh, em sẽ sống thật tốt. Em cho anh đi. Từ bây giờ, hãy mỗi lần em nghe ba tiếng gõ là em biết rằng anh đang nói anh yêu em. Giờ phải lên trên trời, giờ phải lên trên trời. Lên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Hôm nay phượng đỏ huy hoàng, nhưng từ hai đứa làng duyên nhau dưng dưng phương đỏ trên đầu. Tìm anh em biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm anh đâu. Bây giờ tìm kiếm em đâu. Bây giờ cái người mà muốn chia sẻ với chị nhất đó chính là chị đẹp Trịnh Kim Chi. Em mời chị. Khi mà chị xem á, chị phải kìm nén cái cảm xúc của mình rất là nhiều. Bây giờ chị không muốn khóc nhưng mà chị kìm không nổi. Em xử lý cái cảnh mà giữa người cõi âm và người cõi dương á, nó nhịp nhàng, nó hòa quyện,
và nó hợp lý. Em xử lý cái cảnh đó rất là nhuần nhuyễn, nó không bị khiên cưỡng. Chị cảm thấy rằng là em đưa người ta một cái hy vọng, rồi em đưa người ta một cái hụt hẫng. Em ơi, anh yêu em. Chị thèm cái câu đó nhưng mà không xảy ra. Đó là cái mà em thành công. Bởi chị thèm nhưng mà không cho. Không cho là không cho. Rồi cuối cùng hết, cái câu mà anh yêu em nó rất là đẹp. Khi mà người đàn ông ôm được em rồi và người ta nói được câu đó và em cảm nhận được điều đó, nó rất là đắt. Và chị nghĩ rằng em đã thành công. Không dễ dàng gì để được nghe cái câu nói rằng là anh yêu em. Phải dồn nén đến khi mà cái nút bật nó không thể nào bịt kín được nữa rồi thì nó bung ra, thì nó sẽ vỡ òa cái cảm xúc. Em không biết là khi mà cái cảm xúc của chị, khi mà chị dàn dựng ở đây á, chị có đặt tình cảm, có đặt cái ước mơ của chị vào trong cái phần của những cái âm thanh như vậy không? Câu chuyện này cũng là một phần có lẽ là từ bản thân em, từ cái em đã trải qua. Cái người phụ nữ mà khi mà họ đơn độc nhất, khi họ mất đi người thương yêu bên cạnh, họ chỉ mong được nhìn thấy một lần hay nghe tiếng nói thôi. Cho nên là... Có thể là mọi người sẽ thắc mắc vì sao Duyên nói là Duyên lòng cuộc sống của Duyên vào trong đó. Bởi vì thật ra nếu chúng ta biết được, Duyên cũng là một cô gái khi mà vừa ngoài 30 thì ông xã của Duyên cũng ra đi. Và thưa quý vị, một người phụ nữ mà họ sống một cuộc sống cô độc khi còn quá trẻ, họ phải nuôi con, nuôi mẹ. Và chính vì vậy mà chúng tôi, những người anh em, chúng tôi làm vì tình thương yêu với đứa em gái của mình. Cho nên chúng tôi cùng nhau làm điều này. Cảm ơn mọi người. Mình đã đi qua cái nỗi đau khi một mình trong đêm, mình đau như thế nào, mình nhớ người thương của mình như thế nào, và mình mong gặp người đó như thế nào. Mình lấy cái cảm xúc đó, lấy ngay cả cái điều mà đứng trước gương, có khi tôi cũng như vậy. Đến giờ phút này tôi nghĩ trong đầu tôi không còn cái cuộc thi nữa, mà là khán giả là cái người được lợi nhất. Đã lâu lắm rồi để tìm những cái sân khấu kịch bà con mà chúng tôi đang hướng đến miền Nam và những miền Tây, thì để coi kịch rất là khó. Ở trong kịch nó chứa đựng rất nhiều cái thông điệp mà khó ở những lĩnh vực khác có thể truyền tải được. Cảm ơn Ngọc Duyên rất là nhiều. Em kể một cái câu chuyện, phần đầu em làm rất dễ thương, rất là duyên dáng, làm cho người ta rất là dễ chịu. Kỳ sau em lật một cái cảm xúc nó đưa đến, anh ngồi anh không chịu nổi ở những cái trường đoạn em dàn dựng. Phải nói là một cái người đạo diễn nữ mới có những cái điểm diễn tinh tế như thế. Nếu những cái điểm đó mình diễn không thật, dễ cho khán giả không tin, mà em làm được. Em hoàn toàn thuyết phục anh. Chúc mừng em và chúc mừng cả ekip đã có một cái tiết mục tuyệt vời. Cảm ơn anh. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Thầy Công Ninh, mời thầy ạ. Thán phục cái khả năng của các bạn. Chỉ với một tuần thôi mà các bạn đã làm ra những cái sản phẩm như thế này thì đúng là tôi kính nể thiệt. Nó phải là cả một cái sự máu lửa của các anh em nghệ sĩ. Tôi thấy Duyên rất là giỏi xử lý bài hát trong cái tiết mục của mình. Duyên biết cách đưa bài hát vào trong nhân vật. Và tôi cho đây là một cái giỏi của Duyên. Em rất là giỏi tung hứng, là vì để chuẩn bị cho một bi kịch nổ ra thì bao giờ em cũng tạo cho khán giả một cái cảm giác không bao giờ có sự chuẩn bị trước để mà đón nhận cái bi kịch đó. Một lần nữa em thành công trong cái thủ pháp này. Và tôi cho đó là cái bản lĩnh của đạo diễn. Chúc mừng em và rất là ngưỡng mộ em. Thế nhưng mà tôi vẫn có lấn cấn hai chi tiết, là chi tiết mà Đình Toàn tại sao lại thấy. Chi tiết thứ hai nữa là chi tiết tả cái sự đụng xe. Nếu mà tôi là đạo diễn thì tôi sẽ xử lý cái màn đụng xe và tôi sẽ tạo ra một hiệu ứng bất ngờ cho khán giả. Nhưng mà cái đấy nó bị vô giờ ra, bị phạm luật. Cái chuyển thể bolero đó là cái chuyển giai điệu bolero qua giống như là biến tấu nó như là một cái văn nói đó, ở có vài chỗ rất là hay. Tôi nghĩ đó là một cái thủ pháp hay. Trong cái tình huống đó mình không hát hết bài nhưng mình cắt cái khúc đó nằm ngay chỗ đó hát mà như nói, như là cái trò chuyện đó, nó hợp lý. Nhưng mà cái độ nảy đó, làm cho cái bolero ở trong cái này á, cái tiết điệu của nó nghe nó hợp hơn với cái ngữ cảnh đó. Và rất là giỏi. Và cái chi tiết đúng là bạn tinh tế. Cả cái ly bạn xử lý tôi cũng bất ngờ. Hôm nay anh còn bất ngờ em hát có cảm xúc và hát đúng cái tâm trạng của như vậy. Duyên hát rất là hay, rất luôn là hay ở trong tâm rất trạng là hay. Đây là cái vai đặc biệt nên có thể là nó hợp. Nhưng mà có những cái vai sau anh nghĩ em phải cân nhắc. Thật ra cái vai diễn này điểm xuất phát không phải là Duyên mà là diễn viên Phi Nga. Chị em có lên sàn tập với nhau rồi, nhưng mà sau đó vì lý do sức khỏe chị Vi Nga không được tốt, chị không thể tiếp tục tập và thể hiện vai này giúp cho Duyên. Cho đến cuối cùng thì không còn cách nào khác hết, buộc lòng là vừa là diễn viên chính trong câu chuyện, vừa phải đảm nhiệm vai trò của một đạo diễn luôn.
cũng rất là gan. Ngay bây giờ mình đến ngay với phần điểm đi ạ. À. Vâng, bây giờ thì sẽ giữ lại số điểm của một vị giám khảo. Chị Duyên muốn giữ lại số điểm của giám khảo nào? Dạ em xin giữ lại số điểm của chị Trịnh Kim Chi ạ. À. Rồi, vậy bây giờ chúng ta còn hai số điểm của hai vị giám khảo. Chúng ta đến với số điểm của nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh trước ạ. À. Bạn sẽ được chọn 10 điểm. Tuyệt vời, 10 điểm. Tuyệt vời. Chúc mừng chị Duyên. Thầy Công Ninh, tôi cũng cho điểm cao 9.5. Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy. Xin chúc mừng đại diện Ngọc Duyên. Dạ. Yeah. Anh, nếu anh như đây. Một ngày nào đó anh thức dậy, sáng anh thức dậy anh không thấy người yêu anh bên cạnh anh có đi tìm không? Trời, cái níu của em nó khủng khiếp quá. Mà em đặt câu hỏi còn khủng khiếp hơn. Đương nhiên là một ngày thức dậy mà người yêu mình không bên cạnh mình thì việc đầu tiên làm là đi tìm. Đi tìm? Chứ sao? Em không tìm. Ủa trời, vậy em hỏi cái chữ nếu nặng như vậy là tại vì quan điểm của em không biết có giống người ta không. Nhưng mà em nghĩ gì nè, người ta thương mình, người ta nghĩ tới mình thì mắc cái gì người ta để cho mình lo lắng, mình phải đi tìm đi kiếm. Có thương á thì phải quay về tìm chứ không để cho mình đi kiếm như vậy. Có thương thì phải quay về tìm chứ không để đi kiếm như vậy, đúng không? Đúng vậy. Cũng có những cái trường hợp á, người ta ra đi vì để làm tròn một cái nhiệm vụ nào đó, làm tròn một cái vinh dự nào đó thì người ta mang về. Nhưng mà khi về rồi, tìm gặp được rồi thì cũng chưa biết có gặp được không. Ủa kỳ vậy? Thì bởi vậy mới nói. Bởi vậy người ta mới nói là duyên phận. Gì đó? Không phải đâu. Thật ra có những thứ tìm kiếm, gặp được, chưa chắc đến được với nhau. Thật vậy luôn hả? Ngọc Tưởng làm được hết á. Làm được luôn? Làm được hết. À, bởi vậy chỉ có trong tác phẩm Chờ của Ngọc Tưởng mà thôi. Nhóc, sao ngày nào cũng ra đây ủ rũ vậy? Nè, khinh người hả? Tôi không phải là nhóc, không phải là con nít nữa. Làm ơn đừng gọi tôi như vậy nhé. Ok. Nè, không phải là nhóc thì uống một miếng bớt căng thẳng. Cái gì thế này? Rượu. Chị không thấy là tôi còn nhỏ à? Chị đi rượu cho tôi làm gì? Không phải nhóc mà còn nhỏ. Sao? Chuyện gì? Kể nghe xem nào. Ok. Tôi thì tôi yêu nghệ thuật lắm, đặc biệt là múa. Nhưng mà không hiểu sao tôi toàn gặp thất bại thôi. Tôi chán lắm rồi. Lý do? Chị không thấy rành rành nữa à? Chân tôi vừa thô vừa xấu, chẳng đi vừa đôi giày nào cả. Nè, thử đi. Cái gì đây? Vậy. Ừ, thử đi. Nè, thử đi rồi mới biết được. Nói cho cậu biết,
Đây là đôi giày á, tôi thường đóng trong những lúc rảnh rỗi. Đó. Đôi này á là ngoại cỡ, tôi nghĩ là chẳng ai mang vừa đâu. Mà cũng hay thật. Tự dưng lại có vẻ hợp với cậu đó chứ. Nào. Đùa. Mang vào đàng hoàng rồi đứng lên xem thử nào. Nhanh. Được không? Sao? Không tệ. Không tệ đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ hãy thử tưởng tượng đi. Ở đây sẽ là một sân khấu, sẽ có âm nhạc, sẽ có ánh sáng, sẽ có tất cả mọi thứ để cậu biểu diễn. Cậu sẵn sàng không? Em sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ hãy tắt hết đèn đi, hãy tập trung ánh sáng vào cậu bé này. Xin mời. Tự tin hơn rất nhiều. Tự tin hơn rồi đúng không? Đúng. Vậy thì hãy chạy thẳng tới cuộc thi. Hãy thi thật tốt. Đi đi. Thật không? Thật. Em cảm ơn chị rất nhiều. Ừ. À, chị ơi. À, có một điều em muốn nói với chị. Đó là nếu như em thành công trong cuộc thi này thì em sẽ phải đi tu nghiệp nước ngoài với thầy của em trong vòng 2 năm. Em xin chị một việc. Chị có thể đợi em trở về được không ạ? Đợi cậu? Dạ vâng. Để làm gì? 2 năm nữa, em tin rằng mình sẽ trưởng thành hơn, thành công hơn, mạnh mẽ hơn. Lúc đó, em muốn mang thành công quay trở về đây và theo đuổi chị. Cái gì? Theo đuổi tôi? Dạ vâng, theo đuổi chị. Chị đồng ý nhá. Chị nói gì đi. Chị nói đồng ý nhá. Chị cười rồi. Em thấy nụ cười trên khuôn mặt của chị rồi. Chị không cần phải nói gì nữa. Chị cứ yên tâm. Chắc chắn em sẽ thành công. Lúc đó em sẽ quay về. Em sẽ theo đuổi chị. Em sẽ theo đuổi giấc mơ của mình và mang thành công về để theo đuổi chị. Em hứa chắc chắn điều đó. Chị hãy chờ em. Chắc chắn em sẽ quay lại chị nhá. Oh.
Em xin lỗi, em quên. Nhưng mà chị phải chờ em nhé, chắc chắn em sẽ quay về. Chắc chắn đấy. Nè, nè, nè. Nhóc, chị sẽ chờ em. Chị sẽ chờ em nhóc à. Gần 2 năm rồi. Không biết là nhóc có nhớ lời hẹn không. Không biết là bây giờ nhóc đang ở đâu. Nhóc ơi. Chớp đang lạnh dần và em giờ đây chìm trong giấc mơ êm đềm, gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em yêu giấc ngủ ngon. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng. Ngày ngày ra đó biết nhau em còn nhớ chăng, lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước dưới ánh trăng. Hương linh và tiếng sóng đời biếng lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Tình là tình cô đơn tái thế gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiêng bóng nơi cô phòng, và mỗi lần chim én đưa tin con đò sang sông, môi mắt em chờ mong. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Chỉ duyên tình giang dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ. Nào ngờ tình duyên trắng trở, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ, chờ người đến bao giờ, chờ người đến. Kỳ hạn 2 năm đến rồi, nhóc vẫn chưa về.
em có về không ha nhóc? Một mùa thay lá, nhóc của chị vẫn chưa về. Nhóc ơi, chị nhớ em lắm. Chị nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ khuôn mặt rạng rỡ của em khi đang nhảy múa. Nhóc ơi, nhóc ơi. Chị vẫn còn cảm nhận được nhóc à. Chị vẫn còn nghe được tiếng nói của em. Vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của em. Hình như vẫn còn đâu đó quanh chị. Nhóc ơi, em về đi nhóc. Chị xin em, chị xin em, chị xin em. Về đi em, về với chị đi em nhóc ơi. Năm năm rồi em vẫn không về. Không, bà không, đừng về. Chị nghĩ là em đừng về. Em đừng về làm gì nữa. Em đi đi, em đi đi. Đừng về nữa. Chị không muốn em nhìn thấy chị trong hình hài như vậy. Chị không muốn em nhìn thấy chị trong hình hài như vậy. Em đừng về. Em đi đi. 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 Tuổi thanh xuân của tôi, thời gian đã mất của tôi. Ai trả lại cho tôi thời gian đã mất? Ai trả lại cho tôi thời gian đã mất? Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Mỗi biến tâm sự nhớ ruột về quá khứ chợt lên ném suy tư. Bao năm thầm kín cho thương ta áo tim, những đêm sương lạnh nghe trái sầu dót vào tim. Thương rất nhiều mái tóc xõa bờ vai, tình khôn lớn lòng vẫn u hoài nhớ chuyện tình đổi thay. Đời ai biết được ai.
chia ly đã hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ. Người dân có ngừng trôi bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm buồn vu vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn xuân về được nhớ. Mai đó ta ở đây, tình vẫn chia phôi biết cuộc đời mình ra sao. Chẳng đưa lời thơ than, một tấm khúc cho người thương, cho tiếng đàn. Đời đã không mang những gì mình mơ ước, mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ lúc đêm gần giao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lại. Cô làm ơn cho tôi hỏi, cô gái hay đóng giày ở đây đâu rồi ạ? Tôi không biết. Cô ơi, xin lỗi, cô nói thế nghĩa là sao ạ? Tôi nói là tôi không biết. Đi ra đi. Em xin lỗi, có lẽ em về trễ mất rồi. Em ước gì được gặp chị một lần nữa thôi, để có thể bày tỏ lòng mình. Rồi một ngày em bước đến bên anh, và cho anh tình ấm nồng, xua tan trong anh giá băng muộn phiền quá khứ. Chẳng còn từng đêm cô đơn gối chăn, kề vai anh xây giấc mơ cùng nhau vượt qua bão giông. Xin đời sẽ thank you.
giây phút này nguồn vui bên em sáng tối. Này người ơi, xin em trở về trong phút giây ngọt ngào yêu thương còn vẹn nguyên đong đầy. Hãy quên lỗi lầm, quên hết đắng cay, rồi ngày mưa rơi sẽ qua. Này người ơi, xin em đừng vội cất bước đi, tình anh chỉ dành trọn cho riêng người. Từng ngày anh vẫn đợi chờ giây phút này mình vui bên em sớm tối. Hãy quên nỗi lo, quên hết đắng cay. Rồi ngày mưa rơi sẽ qua. Cái vở này đúng với con người của em, nó nhẹ nhàng, nó giống như là một cái dòng sông lơ đãng. Cách em xử lý về ánh sáng cũng như là diễn viên đứng chết một chỗ và diễn á, rồi những cái hiệu ứng em lột tả những cái điều đó thì chị thấy nó có hơi hướng điện ảnh, một cái nội dung mà chị nghĩ rằng nó rất là sâu sắc. Nhưng mà em sử dụng cái mà diễn viên đứng lặng để diễn nhiều quá. Nếu như mà trên sân khấu á, thì người ta sẽ cảm thấy nó bị trì á. Còn nếu điện ảnh thì rất là đơn giản rồi, điện ảnh thì dễ rồi, đúng không? Mình sẽ lột tả được cái cơ mặt của diễn viên diễn như thế nào đó, bằng cận, bằng trung, bằng toàn, thì cái đó là quá đơn giản. Thực ra tôi cũng đã tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh rồi. Tôi nghĩ là sao mình không đưa một chút gì đó điện ảnh vô cái tác phẩm của mình. Tôi thi với vai trò là người đạo diễn, tôi nghĩ là tôi vẫn muốn có gì đó mới để gửi đến cho quý vị khán giả. Với Tưởng với anh thì Tưởng tỉnh và tỉnh. Hôm nay cùng cái sân khấu như vậy thì anh đánh giá cao cái tính ước lệ của Tưởng, bắt người ta phải động não theo cái đó. Chỉ tiếc rằng hôm nay các cái mối nối nó chưa được tinh lắm, nên đôi chỗ nó làm bị gãy một chút xíu cái cảm xúc, các cái mối nối á. Anh hỏi nè, khi mà chọn vai Ngọc Tuyền này, anh đoán không lầm thì cậu này không phải là một diễn viên. Em đã hy sinh một cái phần khá quan trọng của một cái vai chính nam là cái Ngọc Tuyền. Tại vì anh biết em ưu tiên cho cái việc mà cậu ấy biết nhảy, đúng không? Nhưng không phải là diễn viên nên đôi lúc nó bị hạn chế ở trong cái đài từ, cách xử lý. Diễn viên mà vừa biết nhảy ra két, mà vừa biết hát, mà vừa biết diễn kịch thì nó cũng là hơi hiếm. Cho nên tôi chấp nhận tôi là giữ lại ra két, giữ lại biết hát. Tôi nghĩ mình đã thành công về mặt lựa chọn của mình, mặc dù cũng có chút sai sai. Và có một cái nữa là cái thoại hôm nay chưa đắt. Ở những cái điểm cao trào thì có những lời thoại phải được chất lọc để bung ra ngay chỗ đó. Hôm nay anh cũng thích cái việc mất sốc cái vật Bolero và cái nhạc trẻ. Nhưng trong một cuộc thi, dù sao kịch của Bolero thì bạn vẫn phải ưu tiên cho cái phần Bolero. Còn bạn muốn kết hợp cái gì đó để cho nó có cái màu sắc, cho nó tôn cái Bolero hơn, bạn đưa cái gì nhiều, cái gì ít, gia giảm vô, thì tôi nghĩ bạn vẫn là bạn, nhưng mà bạn vẫn đạt được cái tiêu chí của chương trình đưa ra. Tôi nghĩ là bạn còn đi xa. Chúc mừng Tưởng. Khi mở màn tiết mục ra, khi bài hát vang lên, bắt đầu tôi cảm thấy thú vị Ngọc Tưởng. Ngọc Tưởng nó đem tôi về cội nguồn của Bolero. Bởi vì Bolero nó xuất phát từ điệu nhảy Tây Ban Nha, nó biến tấu từ cái điệu rumba mà ra. Nhưng mà càng xem tôi thì càng hơi bị hụt hẫng mạch kịch.
mạch kịch nó không không lý giải được số phận của nhân vật. Vì mình không lý giải được cho nên cái số phận nhân vật nó không đem đến nó cảm xúc thương cảm cho người xem. Em để nguyên một cái dàn nhạc ở phía sau lưng đó không có tạo cho khán giả xem được những cái hình ảnh của ban nhạc. Giá như thay vì em cho cô gái này làm cái nghề sửa giày thì cô gái này là một cô Zigan nhảy racket rất giỏi, và đi cùng với cô ta là ban nhạc, và cô ta đi trình diễn khắp thế giới qua cái điệu nhảy racket của cô ta cùng với cái ban nhạc này, và ban nhạc này sẽ xuất hiện trên sân khấu như là một nhân vật. Và khi cô gái này nhìn thấy anh chàng này ở trong cái khoảnh khắc đó, anh chàng này bị tuyệt vọng không muốn nhảy racket nữa, cô gái này muốn kích anh chàng này để trở lại cái bản năng nhảy racket của anh ta bằng cái điệu nhảy của chính mình, bằng cái ban nhạc hòa tấu trong cái không gian đó, và anh chàng này cảm hứng nhảy theo, và từ đó nó có một cái mối quan hệ về mặt tình cảm, và anh chàng này từ giã cô gái, và từ đó anh quyết định đi thi và chia tay cô ấy, ví dụ như vậy. Và sau đó thời gian mòn mỏi chờ đợi như là bạn trình bày trong cái tiết mục vừa rồi, và cô ta trở thành một bà già héo hon ngồi cũ rũ ở một góc cùng với lại cái ban nhạc của mình, mà cô ta nhảy hết nổi nữa rồi. Lúc đó cô ta thiếp đi, và anh chàng này trở về tìm không thấy người cũ nữa, vì ai mà nghĩ một cái bà già này là cô gái đó. Và anh chàng này buồn bã nhảy lại cái điệu nhảy racket ngay chính cái không gian này. Tự nhiên đang trong một cơn mê mệt như vậy, tuyệt vọng vậy, nghe một cái âm thanh quen thuộc của cái tiếng nhảy racket, cô ta từ từ bừng tỉnh dậy và nhận ra cái người mà mình chờ đợi mà lại không dám cho anh ấy nhận mặt. Anh chàng này sau khi tìm được nhảy một điệu nhảy sau, cuối cùng để lại bó hoa và bỏ đi. Cô này ra cầm bó hoa và bắt đầu cô ta hứng khởi lên, cô ta lại nhảy tiếp tục điệu racket cũ mà cô ta đã từng kích động anh chàng này. Lúc đó anh ta quay trở lại, ôm chầm lấy cô ấy. Cô ấy vùng chạy và anh chàng giữ lại. Thì khi giữ lại như vậy, tuột cái khăn choàng, lội ra một cái hình hài tiều tụy, đầu tóc sơ sát. Tới chỗ đó khán giả chờ xem coi anh chàng này sẽ xử lý như thế nào trước một hình hài như vậy của người ơn. Cái đó cần coi. Và tùy theo cái tài năng của đạo diễn, tùy theo tài năng của diễn viên, thì tôi nghĩ cái mạch kịch như vậy nó lý giải được cái số phận của nhân vật, và nó sẽ nhấn mạnh được cái yếu tố mới mẻ mà em tranh cãi từ nãy tới giờ, là đưa cái điệu racket vào cái câu chuyện này. Và thật ra cái trong cái tiết mục của em, cái điệu racket rất là thú vị. Thiếu đi cái sự gọi là kết nối giữa hai tâm hồn, hai con người này qua cái điệu nhảy. Thầy hoàn toàn là đúng, tôi công nhận thầy có xí ý hoàn toàn đúng. Tôi chỉ yêu cầu nhảy racket và hát hay yêu phần kịch là tôi không yêu cầu, cho nên tôi không thể nào mà đẩy đến tận cùng. Tôi rất muốn làm đúng như những gì mà thầy cũng nên nói, nhưng rất tiếc là cho tôi thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ giữ lại số điểm của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, và chúng ta sẽ được biết hai số điểm của hai vị giám khảo còn lại. Thay vì tôi cho dưới 9 điểm, nhưng mà tôi cho em 9,25 điểm. 9,25 điểm. Cảm ơn thầy Công Ninh. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Tôi vẫn không ủng hộ là phải xoay theo ý của thầy Công Ninh, là xoay nhân vật đó. Tự nhiên mỗi người sẽ có cái tư duy, nhưng điểm số thì vẫn phải rất là công bằng. Tôi sẽ cho bạn 9,25. 9,25 từ nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng gặp gỡ lại với đạo diễn Ngọc Tưởng và Ngọc Duyên để cùng chờ xem số điểm tổng kết của hai đạo diễn này với tác phẩm của mình là như thế nào. Và tôi xin được công bố số điểm từ nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi dành cho tác phẩm Chờ của đạo diễn Ngọc Tưởng. Đó chính là 9,5 điểm. Một số điểm khá cao. Và với chị Ngọc Duyên thì nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, chị ấy đã dành cho chị với số điểm đó là 10, thưa quý vị. Thưa quý vị, tuần này giải thưởng đã có chủ, xin được chúc mừng đạo diễn Ngọc Duyên. anh tưởng. Một lần nữa xin chúc mừng đạo diễn Ngọc Duyên và cũng chúc mừng đạo diễn Ngọc Tưởng với tác phẩm tuyệt vời của mình.